Vụ cháy nhà hát Mãn Châu khiến 899 người bị thiêu sống và những sự kiện kỳ quái liên tục xảy ra sau đó. Vào một ngày tại sân khấu Mãn Châu, hơn 1.200 khán giả đến xem hát thì có đến 899 người bị thiêu sống. Sau trận hỏa hoạn, mỗi đêm nhà hát lại có những âm thanh la hét và tiếng hát lạ lùng cất lên như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Vụ cháy gần 100 năm trước từng khiến cả vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Từ đó, đất đai thuộc thành phố Đan Đông này cũng không một ai dám động đến. Tháp Trấn Hồn tuy đã được xây dựng nhưng liệu có trấn được những linh hồn chết oan hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tháp Trấn Hồn Đan Đông. Tòa tháp với hình dáng kỳ lạ này được xây dựng vào tháng 11 năm 1937, tọa lạc tại cộng đồng Vườn Quảng Tế, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, khác hẳn với những ngôi tháp cổ kính để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Kiến trúc của tòa tháp này khá đơn giản, không trang trí bất kỳ đồ vật gì mà chỉ được khắc lên hai dòng chữ: Đài tưởng niệm nạn nhân trên sân khấu Mãn Châu và Năm 41 Khang Đức. Nếu kể từ năm 41 Khang Đức thì đến hiện tại đã vài chục năm trôi qua, thân tháp cũng đã trở nên cũ kỹ sau bao mùa mưa gió, mặc cho xung quanh là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Tòa tháp cổ vẫn được người dân nơi đây xem là cấm địa, không ai dám tu sửa, bởi vì bên dưới tháp trấn giữ 899 linh hồn người chết. Câu chuyện xảy ra vào năm 1937, khi đó Đan Đông vẫn còn được gọi là huyện An Đông. Tại đây có một nhà hát lớn tên Vườn Trà Tây An, được xem là tiền thân của tháp trấn hồn. Sau sự kiện Phụng Thiên, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược vùng Đông Bắc, tức là Mãn Châu, thì vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, quân đội Nhật Bản bắt đầu chiếm đóng các thành phố cùng thị trấn quan trọng ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Trong số đó có cả Phụng Thiên và An Đông. Nửa năm sau, khi ba tỉnh Mãn Châu thất thủ, ngày 1 tháng 3 năm 1932, người Nhật thành lập nên nhà nước Bù Nhìn, đặt tên là Mãn Châu Quốc. Do giao thông đường thủy rất phát triển ở An Đông, hơn nữa, đây là một thị trấn quan trọng trên tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, thích hợp cho kinh doanh vận tải, nên rất nhiều người Nhật đã đổ xô về An Đông với danh nghĩa đóng chiếm. Từ đó, An Đông dần hình thành một khu phố người Nhật nằm cạnh phố người Hoa. Nổi tiếng nhất phố Quảng Tế lúc bấy giờ là nhà hát Vườn Trà Tây An, nằm tại điểm giao nhau giữa hai khu phố người Nhật và người Hoa. Miếng mồi ngon này làm sao thiếu được phần của người Nhật. Vườn Trà Tây An sau đó nhanh chóng được đổi sang cho người Nhật quản lý và đổi tên thành sân khấu Mãn Châu. Vào lễ hội mùa xuân năm 1937, sân khấu Mãn Châu đặc biệt mời một số diễn viên nổi tiếng từ Phụng Thiên đến để diễn các vở kịch kinh điển. Với lượng khách đông đúc, việc kinh doanh của nhà hát phát triển cực kỳ thuận lợi. Đến ngày 13 tháng 2, cũng chính là buổi biểu diễn cuối cùng của các diễn viên nổi tiếng, nên dù rạp chỉ có sức chứa 800 người, giá vé cũng nâng lên khá cao nhưng vẫn có rất nhiều người muốn vào xem. Trong ngày biểu diễn cuối cùng, sân khấu Mãn Châu thực tế có đến 1.200 khán giả. Trong không khí hào hứng, cười nói xem kịch, không ai ngờ rằng một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Vào thời điểm đó, thứ duy nhất dùng để giữ ấm chỉ có bếp lò. Người trong bếp bắt đầu đổ đầy than vào lò rồi ra phía trước xem kịch. Nhưng không ngờ, ngọn lửa trong lò càng ngày càng bùng lên dữ dội, đốt cháy phòng trang phục bên cạnh, sau đó lập tức lan rộng sang khu vực khác. Tuy nhiên, các diễn viên trên sân khấu và khán giả đều tập trung vào buổi biểu diễn mà không hề nhận thấy nguy hiểm. Mãi đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt. Hậu quả là có đến gần 1.000 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà hát, nhiều người lang thang trong biển lửa mà không cách nào thoát thân. Tháp Trấn Hồn có lấn át được các linh hồn chết oan. Khi rạp hát bốc cháy, mọi người đều đang theo dõi buổi biểu diễn rất nhiệt tình, vỗ tay hết lần này đến lần khác mà không ai để ý. Cho đến khi làn khói dày đặc tràn vào sân khấu, ánh lửa bùng cháy dữ dội mới có người hét lên báo cháy. Lúc này, một số khán giả đã tỉnh táo trở lại và tranh nhau ra ngoài. Thế nhưng, họ chỉ có thể chen chúc nhau ở cổng vì người bảo vệ đã khóa cổng lại để không một ai có thể lẻn vào xem. Vậy nên, người bên trong có đẩy cửa mạnh cỡ nào cũng vô ích. Cứ như vậy, hơn 1.000 người mắc kẹt bên trong đều bị lửa thiêu sống. Chất liệu nhà hát toàn bộ đều làm bằng gỗ cũng khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, tạo nên đám khói dày cuồn cuộn. Số lượng khán giả vốn đã đông đúc, vụ hỏa hoạn lại làm vô số người chết trong hoảng loạn do những người ở tầng trên cố gắng đập vỡ cửa sổ nhảy xuống đất. Không ai biết chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn. Tiếng la hét, khóc than vang vọng cả một vùng, rồi mọi thứ dần trở nên im lặng.
Không chỉ thiêu rụi nhà hát, ngọn lửa còn lan ra 2-3 cửa hàng xung quanh sân khấu Mạn Châu, khiến gần 50 người cũng bị thiêu cháy. Mãi đến nửa đêm, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nhà hát huy hoàng một thời, giờ chỉ còn là đống tàn tích. Không khí trong vòng bán kính 10 dặm tràn ngập mùi khét, đúng hơn là mùi thịt người cháy. Theo thống kê sơ lược, số khán giả thiệt mạng được tìm thấy trong vụ cháy có hơn 800 người. Vì nhiều thi thể đã bị đốt cháy và dính chặt vào nhau nên hoàn toàn không thể phân biệt được. Gia đình họ chỉ có thể nhận lại một lượng nhỏ hài cốt. Một số khác chỉ có thể được chính quyền chôn cất tại chỗ. Nhiều người nói rằng trước khi nhà hát bốc cháy có một điều rất kỳ lạ xảy ra. Vào thời điểm sắp bắt đầu diễn, một cụ già cuối cùng cũng mua được vé và cùng cháu trai chuẩn bị vào xem. Nhưng không ngờ vừa bước qua cửa, cháu trai khóc lóc đòi về nhà. Bởi cậu bé đã nhìn thấy xung quanh những khán giả đó tràn ngập khí đen. Tất cả họ như bị lửa thiêu rụi, trong khi trên người vẫn còn đầy máu. Có một lời đồn trong dân gian rằng, mắt trẻ em sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy. Nhưng ông nội cậu bé thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Ông ấy chỉ nghĩ rằng, có quá nhiều người ở dập hát khiến đứa cháu nhỏ của mình bị dọa sợ. Vì vậy muốn dẫn cháu về nhà, rồi mới tự mình đi đến dập hát. Không ngờ, sau khi hai người rời đi thì bi kịch xảy ra. Tuy nhiên sau hỏa hoạn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ ngày nhà hát xảy ra biến cố, cư dân sống xung quanh thường nghe thấy tiếng động ở nhà hát vào ban đêm, có tiếng khóc, tiếng hát và tiếng hú của ma sói. Người dân còn truyền tai nhau rằng nỗi oán hận của người chết oan khó mà xua tan. Đó chính là lý do khiến họ không được siêu thoát. Những linh hồn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vùng vẫy và lang thang tại khu vực mình đã từng bỏ mạng. Mọi chuyện kỳ lạ chỉ chấm dứt khi một vị cao tăng thực hành pháp môn siêu độ hơn 800 linh hồn người chết trong 49 ngày. Sự kiện kỳ quái tại tháp trấn hồn. Khu vực tháp trấn hồn từ trăm năm trước không một ai dám động vào cũng là có lý do. Đó cũng là điều từng làm cho toàn bộ vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Vào 7 ngày đầu tiên của trận hỏa hoạn ở nhà hát Mạn Châu, người dân xung quanh thường nghe thấy tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng khóc cùng tiếng hát sẽ vang lên vào mỗi buổi tối khiến ai nấy sợ người. Hầu hết mọi người vào thời điểm đó đều tin rằng những người mất mạng trong thảm họa bi thương ở đây sẽ trở thành linh hồn tà ác, khiến oán khí nơi đây rất mạnh mẽ. Những tin đồn của người dân chính là những thứ đã gây xôn xao cho chính quyền Bù Nhìn Mạn Châu lúc bấy giờ. Cho đến tháng 11 cùng năm, chính phủ An Đông không còn lựa chọn nào khác là phải mời một số vị cao tăng đến lập đàn tụng kinh. Nghi lễ cho những linh hồn đã chết kéo dài 7-7-49 ngày đã được thực hiện. Ngoài ra, ở vị trí cổng dập hát được xây dựng một tòa tháp nhỏ, trên đó có khắc dòng chữ Đài tưởng niệm nạn nhân của sân khấu Mạn Châu. Và kể từ đó, không ai còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm. Cuộc sống người dân trong khu vực cũng trở nên yên bình. Mãi đến sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nhiều câu chuyện kỳ lạ về tòa tháp này lại tiếp tục diễn ra. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng vệ binh cũng ít nhiều nghe nói đến tòa tháp. Với mục đích làm cho nhân dân thoát khỏi sự mê tín phong kiến, họ quyết tâm phá bỏ tòa tháp này mặc cho người dân trong khu vực kịch liệt phản đối. Bỏ qua mọi lời khuyên, một Hồng vệ binh trẻ tuổi cầm búa muốn phá hủy tòa tháp. Nhưng kết quả, anh ta đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép và co giật cả người mà không ai biết lý do. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều không dám tiến tới. Ý định của Hồng quân cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng. Trong những năm 1990, theo quy hoạch và xây dựng đô thị, khu vực này cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng lại thành các tòa chung cư. Người chủ đầu tư đã lên kế hoạch phá bỏ tháp trấn hồn hoặc rời tòa tháp này đến nơi khác. Vì vậy, ông ta đã chọn một ngày tốt, thuê một đội phá dỡ để bắt đầu kế hoạch. Nhưng điều khó hiểu là, người công dân phá dỡ sau khi trèo lên tháp buộc dây thừng lại bất ngờ rơi từ trên tháp xuống đất. Tiến trình tháo dỡ cũng gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác. Đầu tiên là việc một bức tường gạch tại công trường bị sập một cách khó hiểu, khiến nhiều người thương vong. Sự việc này đã khiến nhà đầu tư mất rất nhiều tiền. Sau đó, ông chủ đội phá dỡ cũng gặp tai nạn ô tô trên đường. Những sự việc này khiến chủ đầu tư cảm thấy tháp trấn hồn quả thật là một khu vực mang nhiều điểm gở. Ông đã nhờ một chuyên gia phong thủy đến để xem xét và nhận được câu trả lời rằng tốt nhất là không nên rời tòa tháp này, bởi ngay cả khi mọi người phá hủy nó và xây dựng một tòa nhà mới thì tương lai cũng sẽ không được bình yên. Chủ đầu tư khi nghe kết luận này đã lập tức từ bỏ ý định. Vì thế tháp trấn hồn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong phong thủy Trung Quốc, nơi thường xuyên diễn ra bi kịch hoặc tai nạn là do chứa đựng nhiều tà khí và oán khí. Càng nhiều người chết thì sự oán hận sẽ càng tích tụ lại, đè nặng lên từ trường và vận mệnh của mỗi người, tiềm năng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Nếu một người qua đời bởi tai nạn nhưng không được siêu thoát, sẽ khiến các âm hồn tụ tập gần đó, cảnh tượng chết chóc lặp đi lặp lại hàng ngày,
Vậy nên, sẽ có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Từng gặp hoặc nghe đến những câu chuyện tương tự nào khác, hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Phóng viên nước ngoài ghi lại cảnh tượng trời phạt kinh hoàng trong đám tang của Từ Hy Thái Hậu. Đây là hình ảnh thật do phóng viên nước ngoài chụp lại tại đám tang của Từ Hy Thái Hậu. Cảnh tượng lúc đó vô cùng kỳ lạ. Ban đầu trời trong xanh tươi đẹp lại chợt xuất hiện một trận cuồng phong. Chiếc quan tài dỉ máu không rõ nguyên nhân và thậm chí những người cúi lạy lúc đó còn tiết lộ rằng đám tang đi đến đâu đều bốc mùi hôi thối đến đấy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến những người chứng kiến hôm đó phải bịt miệng, bịt mũi để tránh. Sự việc này làm dấy lên một tin đồn trong dân gian rằng vì Từ Hy Thái Hậu đã làm nhiều điều ác khi còn sống, nên những hiện tượng kỳ lạ trên chính là sự phẫn nộ và trừng phạt từ ông trời. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1908, sau khi nhà Thanh đang trên bờ vực sụp đổ, thì Từ Hy Thái Hậu, người được xem là đã cai trị một nửa giang sơn nhà Thanh, đã nhắm mắt vĩnh viễn trong cung điện của mình. Tang lễ của bà cực kỳ xa hoa khi có hàng vạn người đưa tang. Đám tang dài 30 km, có tới 8.000 người trong đoàn đưa tang chỉ để khiêng quan tài của Từ Hy Thái Hậu. Ngoài quy mô to lớn, những đồ vật được chôn cùng bà cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Theo ghi chép, quan tài của Từ Hy Thái Hậu được gọi là tử cung, nặng vài tấn. Trên quan tài được khảm một quả bóng lớn làm bằng vàng ròng, chạm khắc những văn hoa tinh xảo và phức tạp. Trong quan tài có vô số báu vật vàng bạc với hơn 10.000 viên ngọc trai lớn nhỏ, 85 viên đá quý đủ màu sắc và hơn 200 viên ngọc trắng. Chiếc mũ phượng mà Từ Hy Thái Hậu đeo khi an táng cũng được khảm nhiều loại đá quý khác nhau. Trong đó chỉ riêng một viên ngọc đã có giá trị tới 10 triệu lạng bạc. Theo quan thái giám lúc bấy giờ, đồ tang lễ của Từ Hy Thái Hậu tiêu tốn hàng trăm triệu lạng bạc. Có thể nói, ngay cả sau khi qua đời, bà vẫn giữ thói quen phung phí tài nguyên vật chất của quốc gia. Nhưng đằng sau sự xa hoa tột độ này là một sự thật đáng sợ. Đó chính là đám tang của Từ Hy Thái Hậu thực tế đã diễn ra một năm sau khi bà qua đời. Vì quá phô trương xa xỉ, các thái giám trong cung phải mất thời gian gần một năm mới sắp xếp xong mọi việc theo di nguyện của bà. Tuy nhiên vào ngày tang lễ, bất cứ nơi nào đoàn rước đi đến đều bốc mùi hôi thối nồng nặc. Và theo mô tả của những người bái lạy tại hiện trường, chiếc quan tài màu đỏ mà Từ Hy Thái Hậu nằm đó vẫn còn dỉ máu. Hôm đó còn có một trận cuồng phong thổi qua, khiến những người có mặt đều phải run rẩy nghĩ rằng liệu đây có phải là sự thịnh nộ của ông trời. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ trên thực chất đều có lời giải thích khoa học. Trước hết là mùi hôi thối bốc ra từ quan tài. Nguyên nhân là do đám tang quá lớn và hành trình đưa tang rất dài, mất trọn 5 ngày. Trong thời gian này, có hàng vạn cung nữ cầm đèn, hòa thượng tụng kinh, thái giám khiêng quan tài và thị vệ canh gác. Trong 5 ngày này, họ không phải đi đường thì là nghỉ ngơi, không có thời gian để tắm rửa, nên mùi hôi thối khắp người. Cộng thêm thời tiết nóng bức, không khí không thể lưu thông chút nào, nên bách tính cúi lạy đều ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Kế tiếp là thứ trông như máu chảy ra, thực chất là các loại hương liệu khác nhau. Người chủ trì tang lễ của Từ Hy Thái Hậu là thái giám Lý Liên Anh cho biết, để đảm bảo Từ Hy Thái Hậu có thể duy trì được vẻ ngoài của bà sau khi qua đời, ông đã chuẩn bị rất nhiều hương liệu và dược liệu rồi đổ vào quan tài. Trong buổi lễ do quan tài quá nặng, những người khiêng không tránh khỏi va chạm khiến hương liệu bị chảy ra ngoài. Còn trận gió được cho là sự thịnh nộ lúc đó thực ra chỉ là thời tiết xấu mà thôi. Nhưng vì người dân vẫn còn nhiều hủ tục mê tín, cộng thêm cảnh tượng lúc đó thật sự quỷ dị, nên mới cho rằng Từ Hy Thái Hậu đang bị trời trừng phạt vì những việc ác mà bà ta đã làm cả đời. Thế nhưng dù có ác đến đâu, Từ Hy Thái Hậu không chỉ xa hoa khi còn sống mà cho đến lúc chết, ngôi mộ nơi bà ta được chôn cất cũng thuộc dạng xa xỉ bậc nhất. Theo những ghi chép, có đến 3 sư đoàn với đội ngũ 20.000 người đã đào suốt 3 ngày đêm nhưng vẫn chưa đào xong kho báu. Cuối cùng, kho báu trị giá 50 triệu lượng đã được tìm thấy từ ngôi mộ cùng 30 chiếc xe tải chở đầy các bảo vật quý hiếm. Toàn bộ lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu đã bị bọn trộm mộ cướp sạch, ngay cả quần áo trên người của bà cũng bị lấy đi, chỉ để lại cho bà một chiếc quần đỏ để che đậy. Nhiều người vẫn luôn tò mò rằng, vậy thì những báu vật nào đã được chôn trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu? Ai là người đã cướp kho báu trong lăng mộ? Và cuối cùng, điều gì đã xảy ra với thi thể của bà ấy? Sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, ghi chép Ái Lạc Hiên của thái giám Lý Đen Anh đã tiết lộ rằng kho báu trong quan tài của Từ Hy Thái Hậu có giá trị đến 50 triệu lượng bạc. Tin tức này vừa truyền ra ngoài đã gây náo động toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là các quốc gia khác
nhưng vì nhà Thanh vẫn còn đang ảnh hưởng ở Trung Quốc nên không một ai dám động tới lăng mộ. Mãi cho đến 19 năm sau, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng động lớn. Thì ra quân Việt Tôn Điện Anh đã dẫn thuộc hạ của mình cho nổ tung lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu. Sau khi vào huyệt mộ, những đồ vật tang lễ trong lăng mộ khiến cho họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khi nhiều hàng gốm sứ ngọc bích được đặt ở hai bên, bạc được đặt ngẫu nhiên trong một góc, còn có rất nhiều vàng bạc, châu báu đến mức phải dùng xe tải để chở đi. Ở vị trí trung tâm mộ là quan tài của Từ Hy Thái Hậu. Vì quan tài được chế tác xa xỉ với nhiều màu sắc sặc sỡ nổi bật, nên Tôn Điện Anh ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ cậy mở quan tài. Và cảnh tượng trong đó khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Họ thấy dung mạo của Từ Hy Thái Hậu trong mộ không hề thay đổi, thậm chí trên mặt còn ửng đỏ, tựa như chỉ đang ngủ vậy. Nhưng điều khiến bọn họ chú ý không phải là người phụ nữ kia, mà là mớ bỏ vật xung quanh thi thể, chồng chất không thể đếm xuể. Trong lúc mọi người còn chưa định thần lại, một binh sĩ gan dạ cạnh miệng của Từ Hy Thái Hậu lấy hết dũng khí đưa tay vào miệng bà ấy, lấy ra một viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến những người xung quanh đều vô cùng sửng sốt. Lúc này, đột nhiên trong quan tài lại phát ra tiếng động khác lạ. Hóa ra cơ thể Từ Hy Thái Hậu nhanh chóng bị khô héo do tiếp xúc với không khí. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, những người lính không dám ở lại lâu hơn nữa. Họ nhanh chóng lấy hết đồ đạc có giá trị ra khỏi lăng mộ, trong đó bao gồm cả quần áo mà bà đang mặc. Sau khi lấy hết đồ đạc giá trị, cơ thể của Từ Hy Thái Hậu bị vứt bừa bãi vào một góc của ngôi mộ. Vua Phổ Nghi sau khi biết được tin tức mộ Từ Hy Thái Hậu bị đánh cắp, đã cử người đi xem xét và an táng lại. Lúc này, cơ thể Từ Hy đã mọc đầy nấm mốc, cảnh tượng khiến người chứng kiến tại đó vô cùng kinh hãi. Nói về Từ Hy Thái Hậu, bà ta được biết đến là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế, dưỡng mẫu của Thanh Đức Tông Quang Tự Đế và tổ mẫu trên danh nghĩa của Tuyên Thông Đế. Nổi tiếng nhất là việc nắm quyền nhà Thanh suốt 40 năm, gây nhiều tội ác với cuộc sống xa hoa vô độ. Kinh phí hàng năm mà Từ Hy Thái Hậu tiêu tốn có thể nuôi được 10 đội tàu. Nhà vệ sinh của bà cũng được xem như bảo vật quốc gia, khi sử dụng hàng vạn tấn hoa quả tươi được dùng chỉ để làm thơm căn phòng. Đến đây chắc hẳn chúng ta đều tò mò muốn biết rằng Từ Hy Thái Hậu đã hoang phí đến mức nào khi tiêu hao ngân khố quốc gia. Mặc dù Từ Hy đã mang đến vô số thảm họa cho Trung Quốc, nhưng những trải nghiệm cuộc đời của bà ta cũng có thể xem là một huyền thoại. Từ Hy xuất thân trong một gia đình bình dân, hai lần bị bán làm nha hoàn, nhưng với tính cách nhẫn nhịn phi thường và phong thái không từ thủ đoạn, bà dần dần bước lên đỉnh cao quyền lực, khiến ngay cả hoàng đế chính thống cũng phải quỳ bái trước bà. Sau khi Từ Hy Thái Hậu lên nắm quyền, cuộc sống của bà có thể nói là phóng khoáng vô độ. Mức độ xa hoa thường ngày chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Theo các cung nữ trong Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái Hậu mỗi bữa ăn 120 món, đi tất bằng lụa và sa tanh cao cấp nhất. Hơn nữa, mỗi đồi tất chỉ đi một lần và vứt bỏ đi ngay sau khi mang. Hoa quả mà bà ăn cũng phải là loại ngon ngọt nhất. Vì không thích mùi nước hoa, nên mỗi năm bà ta bỏ ra hàng vạn tấn trái cây tươi chỉ để làm thơm phòng. Nhà vệ sinh mà Từ Hy Thái Hậu sử dụng làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm và có giá trị hơn cả vàng để làm bồn vệ sinh. Bên trong còn đặc chế trải đầy những mảnh vụn khuếch tán hương thơm. Đây chỉ là chi phí hàng ngày của Từ Hy Thái Hậu. Vào những ngày đặc biệt, chi phí bỏ ra lại càng không thể tưởng tượng nổi. Theo thống kê, số tiền mà Trung Quốc bồi thường cho chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai chỉ là 16 triệu lạng bạc, nhưng Từ Hy Thái Hậu lại chi hàng chục triệu lạng chỉ để mừng thọ lần thứ 60. Bà thậm chí còn lạm dụng số tiền Hải quân Bắc Dương dùng để mua tàu chiến để tổ chức yến tiệc chiêu đãi cho mình. Hậu quả dẫn đến hạm đội Bắc Dương bị tiểu Nhật Tử tiêu diệt hoàn toàn trong chiến tranh Trung Nhật năm 1894. Nếu lúc đó Từ Hy Thái Hậu không xa xỉ sử dụng ngân sách dành cho Hải quân trong dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình, thì số tiền này đủ để Trung Quốc xây dựng một đội hải quân đẳng cấp thế giới. Hơn nữa, sau khi lực lượng đồng minh 8 quốc gia xâm chiếm Trung Quốc và yêu cầu bồi thường 450 triệu lượng bạc, Từ Hy Thái Hậu thực sự đã công bố rằng bà thà đưa cho giặc ngoài còn hơn là đổ khốn nô lệ trong nước. Phát ngôn này của bà ta thời điểm đó khiến rất nhiều người dân oán trách. Ngay cả khi đối mặt với quân Nhật đã tính toán từ lâu, Từ Hy Thái Hậu vẫn nói với thuộc hạ của mình rằng chỉ cần người Nhật không thể vào Tử Cấm Thành thì đừng làm phiền ngày mừng thọ của ta. Từ Hy Thái Hậu cũng có thể được xem như một tên hôn quân trong lịch sử nhà Thanh, chỉ vì cung phụng cho bản thân mà lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người Trung Quốc. Cảnh tượng kỳ lạ trong đám tang của Từ Hy chính là do trời phạt. Có rất nhiều ý kiến cho rằng
những gì mà Từ Hy Thái Hậu phải gánh chịu sau khi qua đời là đang phải trả cho những tội nghiệp mà bà gây ra lúc còn sống, là phù hợp với quy luật nhân quả. Người phụ nữ hào quyền thế một thời, giờ chỉ còn là chủ đề trong những câu chuyện lúc trà dư tử hậu. Vụ thảm sát Động Tam Tiêu ở núi Nga Mi năm 1929, 76 người hành hương chết tập thể vì bất kính thần linh. Các bạn có nghĩ rằng những người mạo phạm đến thần linh sẽ thực sự bị trừng phạt rất nặng? Vào năm 1929, một thảm họa đã xảy ra trong Động Tam Tiêu ở núi Nga Mi. Một con rồng lửa đã đáp xuống hang động và khiến 76 người hành hương bỏ mạng trong thánh địa Phật giáo với những tư thế kỳ lạ và khuôn mặt dữ tợn. Có phải kết cục thảm khốc này đều vì họ vi phạm nhân quả mà gây ra những tai họa không đáng có? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự trừng phạt của thần linh? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tam Tiêu Tiên Tử, những vị thần linh thiêng. Núi Nga Mi còn được gọi là Đại Quang Minh Sơn, là một ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hàng năm, nơi đây chào đón một số lượng lớn tín đồ đến thắp hương lễ Phật. Theo truyền thuyết, phía sau động Cửu Lão ở núi Nga Mi là động mà Tam Tiêu Tiên Tử trong bảng phong thần tu hành, nhưng không ai quan tâm đến và cũng không ai dám đến gần đó. Trong động Tam Tiêu này thờ cúng chính là Tam Tiêu Tiên Tử, lần lượt là Vân Tiêu, Hoàng Tiêu và Bích Tiêu. Pháp lực của họ ngay cả Nhị Lang Thần và Na Cha cũng phải kinh sợ. Ngay cả Khương Tử Nha cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, chính Khương Tử Nha đã nhờ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân mới có thể áp chế được họ. Sau khi mất, linh hồn họ bay lên bảng phong thần và được phong chức Cảm Ứng Tùy Thế Tiên Cô, và được xem là những vị thần phụ trách vấn đề sinh sản trong nhân gian. Vì vậy, họ còn được nhân gian gọi là thần dương con, được tất cả thiện nam tín nữ đều tin tưởng sâu sắc. Những người muốn cầu con không những phải bái Quan Âm mà còn phải đến bái kiến Tam Tiêu Tiên Tử. Nhưng kể từ thời Trung Hoa Dân Quốc, sau khi một thảm kịch xảy ra ở động Tam Tiêu Tiên Tử, thì nơi đó đã bị phong tỏa và không còn ai quan tâm đến. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1929, khi núi Nga Mi vẫn còn là một ngọn núi cằn cỗi. Sau khi nhà sư Diễn Không đến núi Nga Mi, ông rất hài lòng với môi trường thanh tịnh nơi này. Gió trên đỉnh núi này có thể xua tan mệt mỏi trong cơ thể, rất thích hợp cho việc tu hành. Vì vậy, ông quyết định mở một hang động ở đây để xây dựng chùa chiền và tượng Phật. Sau khi dân làng dưới chân núi biết chuyện, họ cũng tích cực giúp đỡ ông xây dựng ngôi chùa này. Chẳng bao lâu, ngôi chùa đã được xây dựng thành công. Để chúc mừng nhà sư Diễn Không trở thành trụ trì của động Tam Tiêu, người dân địa phương đã quyên góp một số tiền và đúc một chiếc chuông đồng lớn. Họ còn mời đoàn kịch đến để góp vui trong ngày khai quang. Lúc đó có tổng cộng có hơn 100 người, cả nam lẫn nữ đi lên núi. Sau khi mọi người đặt chiếc chuông lớn ở một nơi thích hợp, họ đã thành tâm cúi đầu trước Tam Tiêu Tiên Tử. Nhà sư Diễn Không cũng rất biết ơn sự giúp đỡ hào phóng của mọi người, nên đã chu đáo chuẩn bị một bữa ăn chay cho những người hành hương mệt mỏi. Sau khi họ dùng bữa xong thì trời đã tối. Sợ mọi người xuống núi vào ban đêm sẽ có nhiều bất tiện, vì vậy nhà sư Diễn Không đã yêu cầu mọi người nghỉ ngơi tạm trên này. Sau một lúc suy nghĩ, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý và cùng nhau ngồi trong động, quây quần chơi đùa cùng nhau. Tình cờ, có một số tín đồ biết hát kinh kịch nên mọi người cùng nhau đánh trống khua chiêng và hát một bài kinh lớn. Còn có người nhảy múa xung quanh đống lửa, nến và lửa bập bùng hòa lẫn vào nhau. Lúc đó không ai ngờ rằng điều xảy ra tiếp theo sẽ khiến tất cả họ đều phải xuống âm phủ. Thảm kịch trong động Tam Tiêu. Năm 1929, một thảm kịch đã xảy ra trong động Tam Tiêu ở núi Nga Mi, khiến 76 người hành hương thiệt mạng tại đây. Liệu những kẻ mạo phạm đến các vị thần linh có thực sự phải nhận lấy kết cục bi thảm? Những người hành hương này cảm thấy bầu không khí hiện tại đang rất vui vẻ. Vì thế, một người trong số họ đã đề nghị rằng, nếu chúng ta đã đến động Tam Tiêu để vái thần linh, chi bằng diễn một vở kịch Tam Tiêu đánh trận Hoàng Hà. Sau khi những lời này được nói ra, mọi người lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Nhà sư Diễn Không vội vàng lên tiếng ngăn cản rằng đây là cấm địa Phật giáo, nếu làm ổn đến Tam Tiêu Tiên Tử e là phải bị trừng phạt. Chưa đợi ông nói dứt lời, trên vũ đài đã vang lên bài hí kịch này. Nhưng vừa hát không được bao lâu thì một màn khói đặc dần dần tràn ngập trong động sâu. Một người sau khi phát hiện liền mạnh dạn tiến lên xem thử. Không ngờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, lại quay người bỏ chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng động ầm ĩ truyền đến tai mọi người. Ngọn lửa vừa thắp lên đã bị dập tắt.
Xung quanh tối đen như mực, nhưng ở phía sau họ là một đám lửa hình rồng đang bay theo. Nó quét sạch mọi thứ từ sâu trong hang động, gần như nuốt chửng tất cả mọi người. Trong lúc đó, có vài người tình cờ đi vệ sinh cùng nhau bên ngoài nên mới có thể tránh được tai họa. Sau khi phát hiện thảm kịch đã xảy ra, mọi người vội vàng chạy đến kiểm tra thì phát hiện chỉ có một số người ở gần cửa hang sống sót. Còn tổng cộng có 76 người bên trong hang đã tắt thở. Hình dạng thi thể của họ rất kỳ lạ, với những biểu cảm khuôn mặt dữ tợn, và nhà sư diễn không lại là người kỳ lạ nhất. Khi mọi người tìm thấy ông, họ phát hiện ra rằng ông ấy đang quỳ xuống và hướng đầu của ông ấy tình cờ lại là vị trí của bức tượng Tam Tiêu Tiên Tử. Một điểm then chốt là trên người của họ hoàn toàn không có vết tích của một ngọn lửa thiêu. Nhưng một số ít người còn sống vẫn khăng khăng rằng họ đã nhìn thấy ngọn lửa. Điều này càng khiến sự việc trở nên kỳ lạ hơn. Đây là một vụ án thương vong nặng nề nên các bộ phận có liên quan nhanh chóng cử người đến điều tra vụ việc. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm thế nào, họ cũng không thể tìm ra manh mối. Không ai có thể biết được đám cháy đến từ đâu. Vì sự việc quá khó giải quyết, các điều tra viên tìm không ra nguyên nhân, đành phải đến động Cửu Lão tìm sư phụ Nguyên Hy giúp đỡ. Nhưng sư phụ Nguyên Hy chỉ nói rằng đó là nghiệp chướng. Khách hành hương không thành tâm, hát đạo trong động Phật, còn chỉ vào Tam Tiêu Tiên Tử trong vở kịch mới dẫn đến bi kịch như vậy. Hóa ra do không hiểu biết, nên đoàn người đã hát vở kịch Tam Tiêu đánh trận Hoàng Hà, miêu tả họ là kẻ ác nối giáo cho giặc. Nên Tam Tiêu Tiên Tử nghe được lời này cũng sẽ cảm thấy tức giận, vậy nên chẳng trách thảm kịch này lại xảy ra. Nhưng mọi người vẫn mơ hồ, liệu câu chuyện thần tiên hiển linh thật sự tồn tại sao? Kể từ sau khi thảm kịch động Tam Tiêu xảy ra, địa phương cũng xuất hiện nhiều sự việc kỳ lạ. Để tránh thảm kịch tương tự tái diễn, các quan chức địa phương đã đóng cửa động Tam Tiêu và cấm bất kỳ ai đến gần. Ngay cả đền thờ Tam Tiêu Tiên Tử cũng bị phá hủy. Khi ngày càng có nhiều người lan truyền về những điều xấu xảy ra ở đây, giáo sư Phạm của Đại học Hoa Tây Trung Quốc đã quyết định đưa ba sinh viên đến để điều tra. Sau nửa tháng điều tra, giáo sư Phạm đã đưa ra một lời giải thích tương đối khoa học. Ông ấy cho rằng có thể lúc đó có quá nhiều người, dẫn đến lượng oxy trong hang này ngày càng cạn kiệt. Họ đốt quá nhiều lửa trong hang, khiến chứng khí trong hang gây ra hỏa hoạn. Đồng thời, lượng chứng khí này lại khiến những người trong hang động phải bỏ mạng. Vào thời điểm đó, tuyên bố này được xem là tương đối khoa học và cũng được chính phủ ủng hộ. Nhưng việc trên thi thể của những người này có biểu cảm lạ và hoàn toàn không có vết tích bị lửa thiêu thì phải giải thích như thế nào? Năm 1998, Y Thụy Long, người được mệnh danh là người bay đầu tiên của Trung Quốc, đã đến núi Nga Mi để tiến hành một số cuộc kiểm tra tại hiện trường động Tam Tiêu. Ông ngay lập tức đã lật đổ quan điểm của giáo sư Phạm. Ông ấy tìm đến những người sống sót sau vụ việc năm đó, hỏi về quá trình chi tiết, đồng thời sử dụng một loạt dụng cụ chuẩn xác để tiến hành kiểm tra thành phần không khí trong động Tam Tiêu. Kết quả cho thấy, chất lượng không khí trong động Tam Tiêu rất tốt, không có các loại khí độc hại như chứng khí, metan và sulfur dioxide. Y Thụy Long suy đoán rằng nguyên nhân có thể liên quan đến việc những người hành hương thắp nến lửa trại trong động Tam Tiêu, sự lưu thông không khí trong hang không thuận tiện và tất cả không khí được lưu thông hoàn toàn qua lỗ hẹp. Oxy trong hang giảm và carbon dioxide tăng dẫn đến ngọn lửa cháy, tạo ra màn khói dày và khí carbon monoxide. Những người hành hương không chú ý gì vì họ quá phấn khích nên vô tình mất mạng vì thiếu oxy hoặc ngộ độc khí carbon monoxide. Điều này cũng có thể giải thích rằng nhà sư diễn không được tìm thấy trong tư thế quỳ. Vì vậy thủ phạm thực sự là khí carbon monoxide. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng ngọn lửa hình rồng đến từ đâu đến. Liệu có phải do những tín đồ còn sống bịa đặt hay không? Tuy nhiên, họ không có động cơ làm như vậy. Và lời nói này thực sự được nói trong những cơn hoảng loạn. Làm sao có thể sai được? Hay thật sự là do sự xuất hiện của Tam Tiêu Tiên Tử để trừng phạt họ? Đây vẫn là những bí ẩn chưa có lời giải. Có thể với sự phát triển của khoa học công nghệ, nguyên nhân của thảm họa này có thể được tìm ra trong tương lai. Bạn có tin rằng các vị thần thực sự tồn tại và những người cố ý mạo phạm thần linh sẽ phải chịu sự trừng phạt? Cây bồ kết ngàn năm Thạch Gia Trang trở về báo án sau khi bị đốn hạ. Người xưa thường nói, mọi sự vật trên đời đều sẽ trở nên hoàn thiện, tốt đẹp hơn theo tuổi tác. Chỉ cần bất cứ thứ gì tồn tại đủ lâu sẽ dần trở nên tinh tế. Chưa kể, đến một cái cây mọc lên giữa trời và đất đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong hàng nghìn năm. Một khi tuổi thọ của cây vượt quá 500 năm sẽ hình thành nguồn năng lượng ma quỷ và âm khí mà người thường không thể phát hiện được. Dân gian thường có câu, bồ kết ở phương Bắc, đa liễu phương Nam. Trong số cổ thụ thì cây bồ kết mang nguồn năng lượng âm mạnh nhất,
kích động âm khí nên không ai muốn trồng cây bồ kết trong nhà, mà thường trồng trước chùa hoặc cổng làng. Có một câu chuyện về cây bồ kết cổ thụ ở ngoại ô phía tây thành Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, được truyền lại vô cùng đáng sợ. Những sự kiện kỳ lạ về cây bồ kết đầu làng này cho chúng ta biết được sức mạnh của cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Với chiều cao khoảng 3 thước cùng cành lá xum xuê, vào mùa hè nóng nực nhất, bóng mát mà cây tỏa ra có diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Đường kính thân lớn đến mức phải cần đến 5 người trưởng thành nối tay nhau mới có thể ôm trọn thân cây. Cây bồ kết này đã trải qua nhiều lần bị sét đánh trong suốt hàng nghìn năm, và mỗi lần trải qua một kiếp nạn, nó giống như mất đi một lớp da bọc ngoài thân cây, rồi lại được tái sinh như một con quái vật. Trong ma thuật, đây được gọi là yêu quái, còn trong đạo thì sẽ gọi là tiên. Đối với người dân trong làng, cây bồ kết ngàn năm tuổi này đã đạt đến giai đoạn hóa thần, và từ bao đời nay họ đã quen với sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, điều không ngờ rằng ở thời hiện đại, với tốc độ phát triển nhanh chóng, thành phố cần phải tiến hành quy hoạch, những con đường đất vòng vèo phải được thay bằng đường nhựa thẳng tắp. Cây bồ kết già này lại mọc ở đầu làng, chắn ngang đường đi. Nếu đi đường vòng sẽ mất thời gian, nên đội quy hoạch quyết định phải chặt bỏ. Khi đó, một số vị lão niên trong làng phản đối rất dữ dội, bởi họ cho rằng cây bồ kết nghìn năm thực sự có linh hồn. Nếu cây bị chặt đứt, nhất định sẽ xảy ra báo ứng. Người phụ trách dự án đương nhiên không tin vào những lời nói quỷ quái này, vì vậy đã bố trí cho công nhân đến tiến hành chặt cây. Vậy nhưng, mặc cho những người công nhân dùng rìu chặt xuống rất lâu, thân cây chỉ bị một vết xước nhỏ, phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả công nhân đều mệt mỏi đến ngạt thở. Điều này cũng không có gì lạ, bởi nó đã quá già, và sau nhiều lần thay vỏ, lớp da bên ngoài trở nên vô cùng cứng cáp. Lúc này, người phụ trách cho rằng vỏ cây bồ kết đã dày đến mức không thể chặt bằng tay được. Thế là ông ta cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng mang đến 4-5 chiếc cưa máy thường dùng cho việc khai thác gỗ. Lần này, họ cùng nhau làm việc rất lâu để loại bỏ một lớp vỏ trên cây bồ kết già. Nhưng mọi thứ cũng không mấy khả quan. Lưỡi dao của chiếc cưa máy càng đi sâu thì càng bị kẹt cứng, thậm chí không thể nào rút ra. Khi đội ngũ công nhân đang nghĩ cách rút lưỡi dao ra, thì một cơn gió đột nhiên nổi lên, làm cây cối xào xạc. Bầu trời bắt đầu u ám, khiến những người có mặt tại hiện trường nổi hết cả da gà. Lúc này, dân làng đang đứng xem vì thấy tình hình hơi kỳ lạ, sợ rằng đã động chạm phải một thế lực nào đó, nên cũng nổi dậy bắt đầu chặn đội xây dựng, nói rằng họ không thể tiếp tục chặt cây. Dường như cây bồ kết nghìn năm tuổi đã dùng những hiện tượng kỳ lạ này để bộc lộ sức mạnh tâm linh, muốn đưa ra lời cảnh báo cho hành động bất kính. Đáng tiếc là cuối cùng cây bồ kết vẫn bị đốn hạ, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Những dự đoán trước đó của dân làng quả thật không hề sai. Lúc đầu đội xây dựng đã tìm mọi cách mặc cho người dân hết lời ngăn cản rằng cây bồ kết già này không thể chặt được, bởi sống qua rất nhiều năm, có thể nó đã trở thành linh bách. Nhưng khi đối mặt với sự phản đối quyết liệt của người dân, người phụ trách công trình vô thần này lại càng quyết tâm chặt cây bằng mọi giá. Hai chiếc xe ủi được gọi đến cùng lúc, và với sức mạnh tổng hợp nhiều loại máy móc, cây bồ kết già cuối cùng đã bị quật ngã tận gốc rễ. Và ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến những người chứng kiến cảm thấy vô cùng kinh hãi. Theo lời kể của những người có mặt lúc đó, khi cây bồ kết già đổ xuống, một chất lỏng màu đỏ trào ra từ rễ cây như đang chảy máu. Chất lỏng men theo đất chảy đến chân người, sau đó vô số côn trùng, chuột bọ từ dưới đất bỏ lên chạy trốn tứ phía. Vì lúc này trời đã sụp tối, nên mọi người đều cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến từ phía sau. Tất cả dân làng đều thở dài nói rằng cây bồ kết vẫn đang tồn tại. Nó đã ở đây như thế này hàng ngàn năm rồi, nên những người quyết tâm đốn hạ cây sau này cứ chờ báo ứng đi là vừa. Đêm hôm đó, dân làng nghe thấy nơi ở cây bồ kết già bị đốn hạ phát ra những âm thanh rất giống tiếng người. Rất nhiều truyền thuyết dân gian đều nói một nửa cây bồ kết là gỗ, nửa còn lại là ma. Bởi vì ngày xưa người ta hy vọng linh hồn người chết ở nơi đất khách có thể trở về quê hương, nên sẽ để họ dưới gốc cây bồ kết ở cổng làng cho đến khi được chôn cất. Khi đi dạo vào ban đêm, nếu gặp cây bồ kết già thì nhất định phải tránh xa, vì cây bồ kết càng già thì càng chứa nhiều âm khí, và việc tùy tiện chặt bỏ là điều không nên. Một khi phần gỗ của cây không còn nữa, chắc chắn phần còn lại sẽ là ma quỷ. Những linh hồn vốn sống nương nhờ vào cây bồ kết, khi không có nơi nào để đi
sẽ sinh ra oán khí và đi khắp nơi để gây rắc rối. Kể từ khi cây bồ kết nghìn năm tuổi ở Thạch Gia Trang bị đốn hạ, trời nhiều mây và mưa suốt mấy ngày liền. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi đội thi công chuẩn bị nhấc cây bồ kết già lên vận chuyển đi, thì các công nhân đang dùng dây thừng to cố định thân cây, bỗng bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến một số người tử vong tại chỗ. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Sau khi con đường được sửa xong, những chuyện vô cùng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Vào một ngày mưa, trên đoạn đường này đã xảy ra tai nạn liên hoàn khi có nhiều ô tô đâm vào nhau. Các tài xế được đưa đi bệnh viện đều kể cùng một câu chuyện rằng, khi lái xe đến ngã tư, họ bất ngờ nhìn thấy một ông già râu trắng bị thương xuất hiện giữa đường. Để tránh va chạm với ông lão, những tài xế bất ngờ đánh lái để đổi hướng và tông thẳng vào nhau như bị điều khiển bởi một thế lực không thể nào giải thích. Một số người suy đoán rằng ông già có bộ râu trắng có thể chính là linh hồn cây bồ kết. Vì đã trở thành linh hồn vô gia cư, tu vi cũng bị cắt đứt nên ông hận rồi gây rắc rối ở đoạn ngã tư này. Từ đó dân làng khi muốn ra ngoài đều chọn đường vòng. Họ thà rằng đi bộ xa hơn một chút còn hơn phải đi qua ngã tư. Điều khủng khiếp hơn là khi cây bồ kết nghìn năm tuổi bị đốn hạ, ngoài việc nơi đây thường xuyên xảy ra sự cố kỳ lạ, thì những người có liên quan đều lần lượt qua đời một cách bí ẩn. Đây có phải là nghiệp chướng như truyền thuyết về loài cây này đã nói hay không? Đầu tiên là người phụ trách. Khi đang có mặt tại công trường, thì ông ấy bất ngờ đứng trên một nơi cao, sau đó đi về phía rìa tòa nhà, như thể bị quỷ ám. Bên dưới khu vực đó, chứa đầy những thanh thép sắc nhọn. Những người công nhân gần đó thấy ông ta có vẻ không ổn nên đã kịp thời giữ lại và giúp ông ấy lấy lại bình tĩnh. Sau đó mọi người mới để ý và phát hiện tại chỗ người phụ trách đứng có một gốc cây bồ kết. Nhưng kỳ lạ là gần công trường xây dựng trước đó lại không phát hiện cây bồ kết nào được trồng ở khu vực này. Nghĩ tới đây, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đêm đó, khi người phụ trách đang ngủ lại mơ thấy mình đang ở ngã tư nơi có cây bồ kết già. Nhưng rõ ràng là toàn bộ cây đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một tàn tích gốc cây khổng lồ. Ông bước lại gần và nhìn thấy một con rắn lớn màu trắng đang nằm trên gốc cây bồ kết già. Khi tiến lại gần hơn nữa, con rắn trắng lại hỏi ông, tại sao cây bồ kết già, nơi nó đã sống hàng nghìn năm nay, lại bị chặt đi? Người phụ trách sợ hãi đến mức tầm mắt tối sầm lại và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng ông ấy lại thấy con rắn lớn màu trắng thực sự đang quấn quanh chân và vui vẻ nhìn ông ta. Sự việc kỳ lạ đã diễn ra liên tục trong vài ngày. Người phụ trách không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần, đã trở nên mê sảng và điên loạn. Trong đoàn người đã đốn hạ cây, còn có một công nhân lái máy ủi. Tuy là được thuê đến, nhưng anh ta cũng phải gánh chịu sự trả thù của cây bồ kết già. Trong lúc thi công, anh vô tình đào phải một đường dây cáp. Sự cố này khiến anh lập tức mất việc. Ngoài ra còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Từ đó, ngày nào anh cũng uống rượu để át đi nỗi buồn, nhưng tinh thần ngày càng kiệt quệ, bởi bản thân luôn cảm thấy mình bị cây bồ kết già trả thù. Nếu không thì bản thân đã không gặp nhiều xui xẻo như vậy, và anh ta đã qua đời trong vài năm sau đó. Quan trọng là con đường đó, ngã tư nơi cây bồ kết già từng ở đó, không biết thật sự có bị nguyền rủa hay không mà tai nạn xe cộ luôn luôn xảy ra. Sau này, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia phong thủy và một vị sư phụ có pháp lực cao trấn áp, họ đề nghị nơi đó nên được xây dựng thành cầu cạn. May mắn là từ đó về sau, mọi thứ đã bình thường trở lại. Trên thực tế, rất nhiều ý kiến cho rằng có thể người ta đã bịa ra câu chuyện bằng cách kết hợp những vụ tai nạn ô tô với những câu chuyện trước đó. Bởi tính xác thực của những gì đã xảy ra với một số người vẫn chưa được xác minh. Lý do mà người ta không trồng cây bồ kết trong nhà chẳng qua là vì rễ cây bồ kết rất sâu và dày đặc. Nên nếu sân nhà không đủ rộng, hệ thống rễ dưới đất dễ làm hỏng móng nhà, khiến nhà bị nghiêng, thậm chí sụp đổ. Hơn nữa, cây bồ kết có lá to, lại thường xuyên rụng lá, dễ tích tụ nước dưới gốc cây, khiến muỗi sinh sản gây hại cho con người. Ngược lại, cây bồ kết cũng thực sự có sức sống mãnh liệt. Quả và hoa của nó có giá trị chữa bệnh rất tốt, với hệ thống rễ sâu và chắc chắn. Nếu trồng cây bồ kết thành từng dãy ven đường, cũng có thể bảo vệ khu vực khỏi gió bão. Vì vậy, chuyện cây cổ thụ thực tế có linh hồn hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Đào qua long mạch để xây đường hầm, gặp phải ổ rắn kỳ lạ và bia đá tiên tri thời nhà Minh. Truyền thuyết nói rằng có một con mãng xà khổng lồ đã trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Đường hầm núi Trung Nam xuyên qua long mạch đột nhiên xuất hiện một lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm.
liệu rằng những câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra chỉ là trùng hợp hay còn có bí mật nào khác? Bởi núi Tần Lĩnh thuộc tỉnh Thiểm Tây được xem là long mạch của dân tộc Hoa Hạ. Trên thực tế, dãy Côn Luân là một trong những dãy núi dài nhất châu Á, nối dài ba long mạch lớn của Bắc, Trung và Nam của Trung Quốc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, để củng cố đế chế của mình, ông đã không ngần ngại cắt đứt hai long mạch phía Bắc và phía Nam. Từ đó trở đi, chỉ có lẽ long mạch phía Trung trong nền văn minh Trung Quốc. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong quá trình đội xây dựng thi công đường hầm này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Rắn khổng lồ chấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Trong mắt người xưa, những ngọn núi hùng vĩ của dãy Tần Lĩnh phác họa một con rồng khổng lồ bảo vệ vùng đất này. Vì vậy, dãy núi Tần Lĩnh cũng được xem là đất tổ trong nền văn minh Trung Quốc. Những hoàng đế của tất cả triều đại Trung Quốc cũng rất xem trọng nơi đây. Bằng chứng là có đến 16 triều đại liên tiếp đặt thủ đô của mình ở Tây An. Có thể thấy rằng, việc những sinh vật tâm linh được sinh ra tại vùng đất này là có khả năng xảy ra. Bởi năng lượng rồng ở dãy núi Tần Lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian về linh vật trấn giữ vùng đất này, đó là một con mãng xà khổng lồ nằm uốn lượn ở trong núi Tần Lĩnh. Lớn đến nỗi, đầu rắn uống nước dưới chân núi, nhưng đuôi vẫn nằm trên đỉnh núi. Có người nói rằng, đầu con mãng xà này to như một chiếc chậu lớn có đủ cả mặt mũi. Tuy nhiên, để theo kịp thời đại, khi mà khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay, thì câu chuyện về con mãng xà khổng lồ kia giống như một truyền thuyết đô thị. Bởi người Trung Quốc cho rằng, muốn đất nước trở nên giàu mạnh thì trước tiên phải xây dựng đường bộ để theo kịp tốc độ phát triển, góp phần làm giao thông trở nên thuận tiện hơn. Với cơ sở đường bộ không ngừng phát triển, họ đề ra chủ trương đối với những khu vực khó khăn như vách núi thì sẽ phải xây cầu, đến khi gặp núi thì phải đào xuyên qua để mở đường. Ngay cả dãy núi Tần Lĩnh, nơi được mệnh danh là Long Mạch cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình đào đường hầm đã xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ. Đội kỹ sư Trung Quốc đã đào được một tổ rắn khổng lồ ở tại đây. Con nhỏ nhất cũng có kích thước to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành. Những người dân địa phương cho rằng đó là một điểm gở vì lăng mộ của nhiều vị hoàng đế cổ đại đã nằm ở dãy núi Tần Lĩnh này. Những con rắn được xem là linh thú, ẩn chứa trong chúng là những linh hồn canh giữ lăng mộ. Nếu tàn sát toàn bộ ổ rắn một cách vội vàng, chắc chắn sẽ khơi dậy sự oán giận của những linh hồn. Một số người còn cảm thấy khó tin rằng tại sao những con rắn này lại có thể sống sót trong núi đá. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiến độ xây dựng không thể bị trì hoãn. Vậy nên, bất chấp những lời khuyên ngăn của dân làng, người phụ trách đã ra lệnh tiêu diệt những con rắn này và tìm một nơi để chôn chúng. Sau hành động được cho là thất lễ đó, quá trình thi công bỗng nhiên gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Nghiêm trọng hơn là một vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều công nhân bị thương. Người phụ trách công trình bắt đầu cảm thấy bất an nên đã bí mật lên núi để xin lời khuyên từ một vị đại sư. Mặc dù không ai biết đại sư ở Nam Sơn đã sử dụng phương pháp gì, nhưng sau khi gặp ông, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Lưu Bá Ôn đoán trước được việc xây dựng đường hầm Tần Lĩnh. Lưu Bá Ôn, người được mệnh danh là thần cơ diệu toán, đã dự đoán được việc đường hầm Tần Lĩnh sẽ đào qua Long Mạch từ hơn 600 năm trước. Liệu thực sự có chuyện này xảy ra hay không? Đường hầm Tần Lĩnh là đường hầm đường sắt dài nhất ở Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 1 năm 2001 và chính thức hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2007. Việc xây dựng đường hầm này đã nhận được kinh phí đầu tư khổng lồ lên đến 4 tỷ USD, trở thành một công trình chưa từng có trong thế kỷ 21 và lập được nhiều kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, trong lúc đào một đường hầm xuyên tường đến trung tâm dãy núi Tần Lĩnh, đội thi công đã bất ngờ khai quật được một tấm bia đá cổ. Ngoài tấm bia đá thì không có ngôi mộ nào được tìm thấy. Và điều khiến những người chứng kiến cảm thấy sợ hãi là trên tấm bia đá đó chỉ có 7 chữ: "Hãy đi đường vòng, Lưu Bá Ôn." Khi đó tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Liệu di tích này thật sự là do Lưu Bá Ôn để lại sao? Chẳng lẽ hơn 600 năm trước, ông ấy đã dự đoán được rằng 600 năm sau sẽ có người đào núi Tần Lĩnh? Và lý do vì sao hậu thế ngày nay phải tránh xa nơi này? Chúng ta đều biết rằng Lưu Bá Ôn là thân tín của Chu Nguyên Chương. Ông không chỉ giúp Minh Thái Tổ thống nhất đất nước mà còn thông thạo phong thủy, y học, kỳ môn độn giáp.
Năm 1386 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã giao cho Lưu Bá Ôn một nhiệm vụ khó khăn, đó là hạ gục tất cả những người trên thế giới ngoại trừ gia tộc Chu cũ ở An Huy. Tất cả các long mạch khác đều bị loại bỏ để tránh sự xuất hiện của đối thủ mới. Từ đó trở đi, Lưu Bá Ôn bắt đầu đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm long mạch ở nhiều nơi khác nhau. Bất cứ nơi nào năng lượng rồng tụ tập, quan chức địa phương sẽ nhận lệnh huy động người dân đào núi và chôn vàng cắt khí. Các long mạch đã bị cắt đứt hoàn toàn. Theo nhiều ghi chép, Lưu Bá Ôn đã chặt đứt 99 long mạch trên thế giới, nhưng chỉ tha cho long mạch ở núi Trường Bạch. Bởi theo tính toán của ông, thì Đại Minh chỉ tồn tại trong khoảng 200 năm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là long mạch Tần Lĩnh đã được coi trọng kể từ thời Tần Thủy Hoàng. Lúc đó, Lưu Bá Ôn có thật sự đã cắt đứt hết long mạch trên thế giới hay không? Câu trả lời có thể tìm thấy trên tấm bia đá 7 ký tự này. Theo chuyên gia suy đoán, khi ông đến dãy Tần Lĩnh, đã phát hiện ra long mạch này có thể sẽ xảy ra tai họa trong vài trăm năm nữa. Hơn nữa, Lưu Bá Ôn đã tính toán được đây không phải là chìa khóa đe dọa đến tương lai nhà Minh. Vậy nên ông đã không làm gì ngoài việc để lại một tấm bia để nhắc nhở thế hệ tương lai. Điều quan trọng nhất hiện tại là đội xây dựng nên làm gì. Có nhiều ý kiến khác nhau trong đội thi công được đưa ra. Một số người cho rằng trước tiên nên xác minh tấm bia đó có phải do Lưu Bá Ôn để lại hay có nguồn gốc từ thời nhà Minh hay không. Nếu như tấm bia này là thật thì nên nghe theo lời chỉ dạy của người xưa mà xây dựng theo đường vòng. Tuy nhiên, hầu hết các kỹ sư, những người đã tiếp thu nền văn minh hiện đại đều không tin vào điều này. Dù sao kế hoạch xây dựng đã được thiết kế bằng công nghệ tiên tiến nhất nên chắc chắn việc xây dựng phải được tiếp tục. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện không thể ngờ, đó là tất cả công nhân khai quật di tích cổ đều biến mất một cách bí ẩn. Đội xây dựng phải nhờ đến sự đồng thuận của các chuyên gia lịch sử, chuyên gia địa chất, kỹ sư và những bên liên quan để thay đổi lộ trình đường hầm và bỏ qua đoạn này. Tất nhiên, tính xác thực của vấn đề này vẫn chưa được làm rõ, nhưng đường vòng ở đoạn cuối đường hầm như ngầm thừa nhận tấm bia đá này là có thật. Mặc dù trên thực tế rõ ràng không có di tích văn hóa nào được ghi chép lại. Sự cố bí ẩn tại đường hầm Tứ Xuyên. Tương tự như ở Tần Lĩnh, một sự cố siêu nhiên đã xảy ra tại một đường hầm thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sự cố này được cho là do những sinh vật bí ẩn liên tục gây rắc rối, khiến một số công nhân khai quật biến mất một cách bí ẩn. Có một đường hầm nằm sâu trong ngọn núi ở Tứ Xuyên, được đặt tên là đường hầm Bà Pao, theo tên của ngọn núi mà nó đi qua. Đây là một phần của tuyến đường sắt Thành Đô, Côn Minh. Tuyến đường sắt này hơn 40 năm trước có rất nhiều chuyến tàu hoạt động, nhưng sau một vụ tai nạn lớn khiến 275 người thiệt mạng, nó đã bị bỏ hoang. Theo hồ sơ liên quan, tháng 7 năm 1981, tại Tứ Xuyên xảy ra mưa lớn kéo theo hàng loạt thảm họa địa chất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường bộ. Đó là những mối nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng nghiêm trọng. Trong một ngày, cầu Lizida tại lối ra của đường hầm đã bị phá hủy và cuốn trôi do lở đất. Mưa bão đã khiến việc liên lạc với khu vực xung quanh gặp khó khăn. Vì thế, đoàn tàu 442 đã khởi hành như bình thường mà không nghe thông báo kịp thời về đoạn đường phía trước bị hư hỏng. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Dù đã áp dụng các biện pháp phanh khẩn cấp, nhưng một đoạn tàu vẫn lao ra khỏi đường hầm và rơi xuống sông, khiến 275 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Vụ tai nạn này đã trở thành vụ tai nạn thương vong nặng nề nhất trong lịch sử đường sắt tại Trung Quốc. Về sau, đường hầm này đã ngưng hoạt động và bị bỏ hoang. Đường ray bị dỡ bỏ, chỉ những cột trụ của cây cầu là còn đứng vững. Theo năm tháng, cây cối nơi đây mọc tùm dày đặc, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng u ám. Lối vào đường hầm tối tăm như một miệng quái vật trực chờ nuốt chửng những sinh vật sống đi vào bên trong. Chỉ có một vài người dân địa phương hay những người dũng cảm mới dám đi đến đó. Bên trong đường hầm không có ánh sáng, mặt đất gập ghềnh đầy những ổ gà. Khi vừa bước vào, một số côn trùng và động vật nhỏ sẽ bay tán loạn ngang mặt và phía trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Người dân địa phương kể rằng vào ban đêm sẽ có những tiếng khóc kỳ lạ phát ra từ đây, thậm chí xuất hiện những bóng đen bí ẩn như là linh hồn của những người đã thiệt mạng trong sự cố đường hầm năm 1981. Tuy nhiên, những nhà thám hiểm sau này đã phát hiện ra rằng đây đều là hiện tượng tự nhiên. Cái gọi là tiếng khóc là âm thanh do gió đi qua đường hầm và linh hồn là những bóng của những con vật chạy từ ngọn núi gần đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có những tin đồn như vậy, bởi nơi đây đã từng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Với tâm lý sợ hãi, người dân địa phương đã tin vào những chuyện kỳ quái khiến họ cảm thấy các hiện tượng tự nhiên bỗng trở nên kinh dị. Những sự kiện tâm linh là điều gì đó rất khó giải thích,
Đôi khi những phân tích khoa học chỉ nhằm khiến người ta yên tâm hơn. Thực tế, câu chuyện tâm linh từng được chứng kiến bởi vô số người. Mãng xà và hắc long canh giữ mộ quỷ Cốc Tử. Bức ảnh chụp thần tiên xuất hiện trong hang động. Trên vách đá dựng đứng của Thiên Môn Sơn ở tỉnh Hồ Nam có một hang động ít người biết đến. Hang này nằm cách đỉnh núi khoảng 200 mét và là hang động tự nhiên thông qua núi cao nhất thế giới. Các vách đá xung quanh hang động rất trơn trượt, thậm chí cả khỉ và chim cũng không thể đứng vững được tại đây. Bên dưới vách đá dựng lại là vực sâu không thấy đáy. Đối với một địa hình khắc nghiệt như vậy, người bình thường đương nhiên không thể nào đặt chân đến được. Trước cửa hang còn có một cây gỗ đã hơn nghìn năm tuổi ngăn chặn, khiến những người tò mò muốn nhìn thấy cảnh tượng bên trong hang động cũng đều phải nản chí. Người dân địa phương gọi hang động này là hang Thiên Môn, còn được gọi là hang Quỷ Cốc. Sở dĩ hang động bí ẩn trên có tên gọi là hang Quỷ Cốc là bắt nguồn từ một tiểu thuyết. Vào thời kỳ Chiến Quốc, người sáng lập tông phái Tung Hoành, Quỷ Cốc Tử đã khổ công tu luyện pháp thuật Quỷ Cốc trong một hang động. Cuối cùng ông đã thành công trở thành bất tử và cưỡi mây bay đi. Từ đó người ta gọi hang động này là hang Quỷ Cốc. Suốt hàng nghìn năm qua, rất nhiều người đã đến đây tìm kiếm và hy vọng có được cơ hội lớn để tu luyện thành tiên, nhưng vẫn chưa có ai tìm được. Cho đến thời hiện đại, con người vẫn chưa thôi tìm kiếm. Và cuối cùng, một số người đã tìm ra manh mối trong các tài liệu lịch sử liên quan. Theo thông tin ghi chép, hang Quỷ Cốc nằm trên một ngọn núi tên là Vân Mộng Sơn, tức là núi Thiên Môn nằm ở Trương Gia Khẩu hiện tại. Sở dĩ ngọn núi trên được gọi là Vân Mộng Sơn vì quanh năm luôn có mây mù bao quanh. Trong Địa chí Hương Hạt Vĩnh Định cũng ghi rõ hang Quỷ Cốc nằm trong vách đá dựng của núi Thiên Môn. Tuy nhiên, không có thông tin nào về việc làm thế nào mà hang động này được phát hiện. Có một câu chuyện được người dân địa phương truyền tai nhau rằng một người nông dân sống gần đó đã đến núi Thiên Môn để đốn củi. Trong lúc đó, anh nhìn thấy một con rắn độc khiến bản thân vô cùng hoảng sợ nên đã vội vàng bỏ chạy. Kết quả là vô tình lạc vào hang Quỷ Cốc. Khi định thần trở lại, người nông dân phát hiện trên vách hang có đủ loại ký tự với hình thù kỳ lạ rất khó phân biệt. Lúc đi sâu vào trong hang, anh ta phát hiện một con chăn khổng lồ đang nằm cuộn tròn như đang ngủ. Người nông dân sợ hãi đã vội vàng rời khỏi nơi đó. Sau khi trở về nhà, anh vội kể cho mọi người trong thôn nghe về phát hiện kỳ lạ của mình. Câu chuyện ấy đã khiến cho một số thanh niên tràn đầy nhiệt huyết trong làng cảm thấy vô cùng tò mò. Họ không kiềm chế được đến mức muốn ngay lập tức đi vào hang tìm hiểu. Những thanh niên đã đi theo con đường mà người nông dân ban đầu chỉ dẫn, nhưng kết quả là họ đã một đi không trở lại. Những ghi chép này đều chỉ ra rằng hang Quỷ Cốc chính là nằm ở Thiên Môn Động. Người dân địa phương cũng thường kể rằng họ đã nhìn thấy một ông già có bộ râu trắng cưỡi mây bay vào núi. Chính vì sự tồn tại của những câu chuyện kỳ bí khác nhau trong Thiên Môn Động đã thu hút nhiều người đến đây để khám phá. Liệu Thiên Môn Động ở Trương Gia Giới có phải là nơi chôn giấu ngôi mộ của Quỷ Cốc Tử? Nơi đây thực sự có một con chăn khổng lồ đang canh giữ và là nơi mà các tiên nhân đã từng sống. Trong nhiều năm qua, có vô số người đã muốn khám phá bí ẩn của Thiên Môn Động để chiếm hữu kho báu mà thần tiên để lại. Vậy nhưng bằng cách nào đó, những nhà thám hiểm có ý đồ xấu đều đã bị ngăn chặn bởi một bàn tay vô hình. Họ không có cách nào khác để bước vào Thiên Môn Động, vì nơi đây nằm trên một vách đá dựng đứng. Để vào được Thiên Môn Động, người ta phải leo lên đỉnh núi Đại Môn, sau đó buộc cố định sợi dây trên đỉnh núi, rồi từ từ đu người xuống và vào trong hang. Tuy nhiên, sợi dây mà những nhà thám hiểm cố định thường bị đứt giữa chừng không rõ nguyên nhân. Nếu không thể vào hang kịp thời, họ sẽ bị rơi xuống vực sâu mà tan xương nát thịt. Chính vì điều đó đã khiến cho nhiều người sợ hãi không dám bước vào vùng cấm địa này. Phải đến tháng 7 năm 1991, một đội thám hiểm gồm 7 người cuối cùng đã vào được bên trong. Theo mô tả của các thành viên trong đoàn, khi họ trèo lên dây thừng để đi vào hang, đã tìm thấy một bếp lò và cho cách cửa hang khoảng 3 mét. Quả thực là có người đã sống ở đây. Vậy người đó có thể là ai? Mang theo những nghi vấn này, đội thám hiểm tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng một lúc sau, họ phát hiện con đường dưới chân bắt đầu trở nên ngoằn nghèo, quanh co, bên trong tối đen như mực. Ngọn đuốc trong tay chỉ có thể cho phép họ nhìn rõ trong vòng bán kính 1 mét. Lúc này đột nhiên từ trong hang vang lên những tiếng gầm trầm thấp. Sau đó, một vài bóng đen lao đến tấn công khiến mọi người sợ hãi nằm sấp trên mặt đất mà không dám nhìn lên. Trải qua một thời gian khá dài, một thành viên dũng cảm mới dám ngước và thấy hàng vạn con rơi đang xoay quanh lối vào hang động,
trông giống như một con rồng đèn uốn lượn. Mọi người tiếp tục thận trọng tiến về phía trước, rồi phát hiện một ít xương còn sót lại trong một bể tắm cực lớn. Cách đó không xa, có một con mãng xà khổng lồ đang di chuyển chậm rãi. Bầu không khí kinh hoàng bao trùm toàn bộ hang động, khiến trong lòng mỗi người đều chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy trốn. Xui xẻo lại tiếp tục ập đến, khi mọi người vội vã chạy trốn, đã bị vấp và ngã xuống. Lúc này, con chăn khổng lồ đã giật mình quay lại và bơi về phía họ. Nhưng may mắn là một thành viên trong đội đã cầm khẩu súng ngắn và bắn vào nó để những người còn lại có thời gian trốn thoát. Một thành viên khác đã chụp lại ảnh để ghi lại cảnh tượng bên trong hang động. Vì vậy, cả đoàn thám hiểm đã nghĩ rằng họ sẽ rửa những bức ảnh này ra và báo cáo cho cấp trên. Nhưng sự việc sau đó đã khiến mọi người cảm thấy choáng váng, không hiểu liệu có chuyện gì đang xảy ra. Đoàn thám hiểm dường như phát hiện ra dấu vết mới. Có thể đây là lời giải đáp cho câu hỏi hang động này thực ra đang ẩn chứa điều gì. Sau khi toàn bộ ảnh được rửa ra, họ phát hiện ra hình bóng kỳ lạ không thể giải thích được xuất hiện trên một tấm ảnh. Cái bóng giống như một ông già cổ xưa từ từ hiện ra trong ảnh, nếp mặt rõ ràng cùng búi tóc cao trên đầu. Nhìn bức ảnh này, mọi người không khỏi liên tưởng đến một truyền thuyết về hang động. Đây có thực sự là nơi thần tiên đã từng xuất hiện không? Ngay khi mọi người đang vui mừng thì tai họa bắt đầu ập tới. Các thành viên của đội thám hiểm bắt đầu gặp những tai nạn kỳ lạ. Có người vô tình rơi khỏi vách đá phải bỏ mạng dưới vực sâu. Thậm chí có người còn bị bệnh nặng và sau đó phải sống đời sống thực vật. Nhiều người nghi ngờ đây chính là vị thần trong hang đang trừng phạt đoàn thám hiểm vì đã tự tiện vào hang mà không được thần cho phép. Để tiếp tục tìm hiểu những bí mật trong hang động, cấp trên đã thành lập một đội thám hiểm khoa học chuyên nghiệp hơn, trở vào hang một lần nữa với trang bị đầy đủ hơn. Lần này, may thay con mãng xà khổng lồ đã không xuất hiện. Họ tiếp tục đi theo lộ trình được đánh dấu và đến nơi mà đội thám hiểm trước đó đã gặp mãng xà khổng lồ. Lúc này, cả đội phát hiện ra rằng có một thiên nhãn ở ngay phía trên nơi họ đang đứng. Các thành viên đồng loạt quay đầu lại, ngước lên quan sát cẩn thận và phát hiện ra rằng trong hang động này có nhiều nhũ đá với hình dạng kỳ lạ, cộng với khung cảnh tối tăm và sâu thẳm khi nhìn từ xa. Những chuyên gia sau đó cho rằng vì con người có xu hướng gặp phải ảo giác khi họ ở trong tình trạng căng thẳng và sợ hãi, nên có thể đoàn thám hiểm trước đó đã nhầm lẫn những nhũ đá và vết nứt kỳ lạ này với một con chăn khổng lồ. Điều này có thể giải thích hợp lý. Thế nhưng, còn hình người bí ẩn trong bức ảnh thì sao? Ban đầu, các thành viên trong nhóm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong hang động. Sau đó một người đã nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông kỳ lạ trên mục thứ hai dẫn đến thiên nhãn. Sau khi so sánh và xác nhận, họ phát hiện ra rằng đây chính là vị trí mà hình ảnh quỷ cốc tử được chụp. Hóa ra, hình ảnh được tạo ra do sự kết hợp của ánh sáng chiếu lên các mảng đá với nhiều màu sắc khác nhau tạo nên hình dạng trong ảnh. Tuy nhiên, lời giải thích này có thực sự chính xác không khi trong hang động còn có cả dấu vết của than hoa đã cháy? Điều này chứng tỏ đã có người sống ở đây. Nhưng đó là ai thì có lẽ vẫn chưa ai có thể đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Nhiều ý kiến còn cho rằng nhóm người đầu tiên đã thực sự nhìn thấy mãng xà và rồng đen. Nhưng khi họ rời đi, thần tiên đã làm phép để nhóm người sau đó chỉ thấy được nhũ đá, khiến họ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh. Bạn có nghĩ trong hang động này thực sự có thần linh? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Sự cố trường trung học Ôn Châu năm 1992. 44 học sinh đuối nước oan quay lại trường học. Ngày 3 tháng 4 năm 1992, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra tại trường trung học số 6 Ôn Châu. Cả lớp tổng cộng 48 học sinh cùng đi dã ngoại, nhưng có đến 44 người không may mắn qua đời. Kể từ đó, ngôi trường này luôn xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Một người bảo vệ đã tận mắt chứng kiến những chuyện không hay xảy ra, nhưng sau đó ông ấy cũng qua đời một cách kỳ lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những hiện tượng siêu nhiên này. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan, hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vụ tai nạn mang nhiều bí ẩn khác thường. Năm 2013, trên trang web của trường trung học số 6 Ôn Châu có một bài viết được cho là người thân của những học sinh đã mất trong vụ tai nạn năm 1992, kể về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tuy nhiên, bài viết này đã bị chặn bởi ban giám hiệu nhà trường vì cho rằng đây là những lời bịa đặt. Đến nay có rất ít người biết rõ về vụ tai nạn năm đó. Nhưng nếu muốn biết, bạn có thể tìm lại một người địa phương trên đường. Họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về vụ tai nạn khiến 44 em học sinh phải ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất. Chuyện xảy ra vào năm 1992, trường số 6 Ôn Châu có hoạt động ngoại khóa cho học sinh đi dã ngoại để giảm bớt áp lực học tập.
Vào thời điểm đó, một lớp 48 học sinh lên một chuyến xe để đi cắm trại tại một quận khác ở địa phương. Sau khi trở về vào buổi chiều, lúc các bạn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ những điều thú vị đã làm ngày hôm nay, thì bất ngờ tài xế bị lạc tay lái. Chiếc xe leo qua thành cầu và rơi thẳng xuống sông Ôn Châu. Một số người dân nơi đây nhìn thấy đã ngay lập tức gọi cứu hộ, nhưng khi họ đến thì đã quá muộn. Chỉ có 4 người trong tổng số 48 học sinh và giáo viên trên xe được cứu sống. Những người còn lại chỉ còn là cái xác không hồn. Một trong những nữ sinh sống sót sau khi tỉnh lại tại hiện trường đã không ngừng hét lên rằng có ai đó ở dưới nước nắm lấy chân không cho cô bơi lên và bảo rằng mọi người đừng nên xuống sông nữa vì ở dưới đó có ma. Có vẻ như thấy mọi người chưa tin, cô tiếp tục ngồi dậy chạy đến bờ sông hét lớn với nhân viên cứu hộ rằng hãy mau lên bờ, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Khi toàn bộ hoạt động tìm kiếm cứu hộ hoàn thành, sự việc kỳ lạ mà cô nữ sinh này nói không hề xảy ra. Họ suy đoán rằng có thể là do quá sợ hãi vì suýt mất mạng nên cô ấy đã không kiểm soát được lời nói và hành động. Vụ tai nạn này đã gây chấn động lớn vào thời điểm đó. Văn phòng giáo dục trường trung học cơ sở Ôn Châu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Tất cả các hoạt động ngoại khóa đều bị hủy bỏ. 4 học sinh sống sót đã được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng vẫn còn những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa kết thúc. Vào ngày đầu tiên sau khi 4 học sinh sống sót trở lại trường học, cô nữ sinh từng la hét tại hiện trường nhớ lại hành trình trở về trường học vào lúc 3 giờ chiều. Lúc này, cô ngồi hàng ghế đầu của xe bên cạnh bác tài xế. Khi xe họ chuẩn bị đi đến hồ chứa nước, cô bỗng dưng quay sang nhìn thấy bác tài xế vẻ mặt nặng trĩu, nhưng không nghĩ nhiều vì có thể chỉ do ông ấy hơi mệt. Nhưng khi vừa lên cầu, bác tài đột nhiên vặn vẹo khuôn mặt, thấp giọng cười nói. Mọi người trên xe chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lao thẳng xuống hồ. Do đã được học kỹ năng bơi ở trường, cô gái sau khi rơi xuống nước đã bình tĩnh bơi ngược lên. Nhưng cô luôn cảm giác có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ bắt đầu kéo cơ thể của mình xuống nước. Bản năng sinh tồn đã khiến cô vùng vẫy mạnh, cuối cùng thoát được và được nhân viên cứu hộ giải cứu. Để xác nhận lời nữ sinh này đã kể, một số phóng viên đã đến hiện trường và hỏi dân làng gần đó và nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Sau khi dân làng nghe họ tường thuật lại lời kể của nữ sinh thì không có vẻ gì bất ngờ, bởi hồ chứa nước này từng có sự cố tương tự xảy ra. Dòng sông là nơi hội tụ âm khí của những linh hồn đã mất ở đây. Họ đã chịu đựng cái lạnh từ lòng sông và rất muốn thoát khỏi nơi này. Vì thế, những linh hồn này bắt đầu tìm kiếm người thay thế phù hợp. Khi những học sinh rơi xuống nước, có thể đã bị linh hồn níu kéo khiến họ không thể bơi lên bờ. Hơn nữa, nữ sinh thoát nạn đã khẳng định những người kéo cô xuống đều không phải là bạn học, bởi vì lực kéo của họ cực kỳ lớn, không giống với sức kéo của mấy đứa trẻ 15-16 tuổi. Càng không bàn tới chuyện khi đó họ bị áp lực cản trở do đang ở dưới nước. Khi mọi người còn đang chưa hiểu được những bí ẩn này thì một chuyện kỳ lạ lại xảy ra khiến tất cả vô cùng hoang mang lo sợ. Những linh hồn đã mất trở về trường sau 7 ngày. Sau giờ học vào ngày thứ 7 xảy ra tai nạn thương tâm này, người bảo vệ đang đi tuần tra trên lớp thứ 3 thì phát hiện một lớp học vẫn còn sáng đèn. Điều này khiến ông rất phân vân, bởi mỗi đêm ông đều sẽ tắt hết công tắc điện của tòa nhà giảng dạy. Một căn phòng không có điện thì lấy đâu ra ánh sáng. Ông thử cầm đèn pin lên kiểm tra thì phát hiện đây là lớp học vừa mới xảy ra tai nạn. Thử nhìn qua cửa sổ, ông đều thấy những gương mặt thân quen đã mất đang ngồi học nghiêm túc. Nhưng ai nấy từ đầu đến chân đều bị ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Vị giáo viên trên bục giảng trước mặt cũng là người rơi xuống nước cùng những học sinh. Tất cả họ đều trở lại học tại ngôi trường này trong 7 đêm đầu tiên. Khi nhớ rằng đây là đêm thứ 7, theo truyền thuyết, đây sẽ là ngày linh hồn người mất được quay trở lại. Ông cảm thấy ớn lạnh sống lưng và ngã quỵ trên mặt đất. Khi nghe âm thanh từ cú ngã, những học sinh đột nhiên quay ra nhìn ông và nở nụ cười quỷ dị. Sau đó từng người đứng lên như muốn đi về phía ông ấy. Ông lấy hết sức đứng dậy, chạy vội về phòng gác, cả đêm không dám nhắm mắt vì sợ họ tìm đến. Sáng hôm sau, người bảo vệ này vội vàng thông báo cho ban giám hiệu, nhưng nhà trường cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, còn phê bình ông ấy mê tín dị đoan và đề xuất thêm một nhân sự bảo vệ vào ca đêm. Đến vào rạng sáng hôm sau, có người phát hiện ông bảo vệ đã treo cổ trên một cột bóng rổ, biểu cảm gương mặt méo mó vặn vẹo. Hơn nữa, sân bóng rổ nằm tách biệt hoàn toàn với khu lớp học, lại được khóa bằng một tấm cửa sắt kiên cố. Người cầm chìa khóa là giáo viên thể dục, ông bảo vệ không có cách nào để mở cửa vào được. Nhưng đây được xác định không phải là một vụ tự tử, vì khi cảnh sát tới hiện trường điều tra thì không phát hiện thấy có dấu vết nào chứng tỏ ông ấy đã trèo cổng vào sân hết. Hiệu trưởng nhà trường đã sai người mở cửa lớp thứ 3 thì phát hiện bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn. Mỗi chỗ ngồi
Dưới sàn còn có một vũng nước lớn, cảnh tượng chính xác như những gì người bảo vệ mô tả. Mọi người sợ hãi đến mức vội vã rời khỏi lớp học. Học sinh trong trường đều truyền tay nhau rằng ông ấy bị những linh hồn kia sát hại. Vụ án này cuối cùng bị bỏ ngỏ. Một số học sinh khi tham dự tiết tự học buổi tối về còn phát hiện lớp học đó vẫn sáng đèn. Chẳng bao lâu, một đồn 10, 10 đồn 100, tin này đã lan ra khắp nơi. Nhà trường đã quyết định hủy bỏ tiết tự học buổi tối cho học sinh về nhà sớm. Sự kiện chỉ tạm lắng khi nhà trường quyết định đổi tên thành trường thực nghiệm Ôn Châu. Sự kiện lớp học ma trường trung học cơ sở Ôn Châu từng gây chấn động cả nước. Tâm linh cuộc sống một lần nữa muốn nói với mọi người. Đối với những hiện tượng siêu nhiên, có thể có người nghĩ là bịa, là truyền tải vấn đề tâm linh một cách mù quáng. Nhưng chúng ta phải công nhận, có quá nhiều sự kiện diễn ra không hề giống khoa học mà chúng ta từng biết. Năm 1969, hàng vạn người đã chứng kiến Bồ Tát hiển linh trên núi Ngũ Đài. Vào tháng 5 năm 1969, sự kiện Bồ Tát hiển linh đã xảy ra ở Ngũ Đài Sơn. Hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến và có cả những bức ảnh để chứng minh điều đó. Bồ Tát đã xuất hiện với phong thái uy nghiêm và đường nét rõ ràng khiến các tín đồ có mặt lần lượt cúi đầu. Theo truyền thuyết, Bồ Tát ở Ngũ Đài Sơn đã nhiều lần xuất hiện. Có nhiều thông tin đồn đoán rằng sự xuất hiện lần này có liên quan đến việc 30 nhà văn gặp phải vụ tai nạn xe kỳ quái. Liệu những vị thần có thực sự hiển linh như những gì người dân xung quanh đã nói? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Văn thù Bồ Tát nhiều lần hiển linh trên núi Ngũ Đài. Ngũ Đài Sơn là ngọn núi đầu tiên trong tứ đại Phật Sơn nổi tiếng ở Trung Quốc, nằm ở phía đông bắc của huyện Vũ Đài. Cách đây không lâu, đã có sự kiện văn thù Bồ Tát xuất hiện ở núi Ngũ Đài, trùng hợp với ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Để kỷ niệm ngày này, Ngũ Đài Sơn đã tổ chức hoạt động đại lễ Thủy Địa Pháp. Các tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên đất nước đều đặc biệt đến đây, nên lượng khách du lịch trên núi Ngũ Đài ngày hôm đó đông hơn bình thường gấp nhiều lần. Ngay khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu pháp hội, bảo tháp thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong chùa thực sự phát ra Phật quang nhiều màu hiếm có. Hàng vạn du khách và tín đồ có mặt tại đây đã chứng kiến tận mắt. Họ cùng nhau chắp tay thành kính đảnh lễ trước bảo tháp. Một vài người có thể sẽ nghi ngờ rằng thần linh sao có thể thực sự tồn tại. Tuy nhiên lại có khá nhiều sự việc về thần linh hiển linh ở núi Ngũ Đài này. Nổi tiếng nhất trong số này là câu chuyện về Lâm Bưu, một nhà hoạt động chính trị và quân sự của Trung Quốc, từng giữ nhiều vị trí cấp cao, đã ra lệnh cho phá hủy ngôi chùa ở núi Ngũ Đài vào năm 1969. Thậm chí, một nhiếp ảnh gia còn ghi lại một bức ảnh của Bồ Tát hiển linh tại thời điểm đó. Rốt cuộc, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Quay trở về thời gian năm 1969, Lâm Bưu ra lệnh cho một tham mưu trưởng họ Mã đến núi Ngũ Đài để tìm một vùng đất quý, phong thủy tốt, bí ẩn và có phong cảnh tuyệt vời để xây dựng dinh thự riêng cho mình và một số quan chức cấp cao khác. Sau khi nhận lệnh, tham mưu trưởng Mã lập tức đến núi Ngũ Đài tìm một nơi thích hợp để xây dựng nơi ở cho các nhà lãnh đạo. Trải qua 3 ngày dài lựa chọn, ông ta phát hiện ra vị trí của ngôi chùa Ngũ Lang và hang động Kim Cang trên núi Ngũ Đài rất thích hợp để xây dựng một nơi ở. Nhưng hang động này quá khó để dọn dẹp sạch sẽ. Binh lính đã đưa ra phương án dùng thuốc nổ cho nổ tung hang sẽ dễ dàng hơn. Sau khi nghe điều này, tham mưu trưởng Mã cũng nghĩ rằng phương pháp này khả thi. Vì vậy, ông ta liền ra lệnh cho tất cả các nhà sư sống gần đó sơ tán. Tất cả các tượng Phật và di sản kiến trúc đều không được phép di rời, mà đều bị cho nổ tung ngay tại chỗ. Lúc đó, có một nhà sư đã nhắc nhở tham mưu trưởng Mã, đây là Phật địa, không được phép dùng mìn phá hủy. Nhưng tham mưu trưởng Mã trước giờ không tin vào thuyết thần Phật, vì vậy ông đã yêu cầu binh lính đuổi họ ra ngoài. Điều không ngờ là vào ngày khởi công, sau khi các công nhân kích nổ số thuốc nổ đã đặt sẵn từ trước, đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển, sương mù bốc lên từ bên dưới và một bóng hình dần dần hiện ra trong màn sương mù dày đặc, khiến cho tất cả người có mặt tại hiện trường sửng sốt. Một vị Bồ Tát hiển linh tại núi Ngũ Đài, không những thế còn để lại một bức ảnh quý giá, hiện nay đang được thờ cúng trong chùa Hiển Thông. Tham mưu trưởng Mã và nhóm của ông đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lẽ nào thần linh thực sự tồn tại? Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy văn thù Bồ Tát xuất hiện với đường nét rõ ràng và vẻ mặt trang nghiêm. Nhìn thấy cảnh này, một phóng viên bên cạnh vội vàng cầm máy ảnh chụp lại. Ánh mắt của Bồ Tát nhìn về phía của tham mưu trưởng Mã và đoàn binh lính dường như đang nhắc nhở,
họ không nên phá hủy nơi này. Sau khi các thành viên đội xây dựng tại hiện trường nhìn thấy, họ sợ hãi đến mức quỳ xuống đất, không ngừng hướng về phía Văn Thù Bồ Tát, thành tâm sám hối. Vị tham mưu trưởng đứng bên cạnh sững sờ như người mất hồn. Sau khi khói tan, một lúc lâu sau mọi người mới từ từ đứng dậy. Người phóng viên sau khi về đã nhanh chóng rửa tất cả ảnh mà mình chụp được, rồi dùng giấy vàng bọc những tấm ảnh lại, gửi đến chùa Hiển Thông ở núi Ngũ Đài để thờ cúng. Đến tận bây giờ, người đến núi Ngũ Đài đảnh lễ vẫn có thể nhìn thấy ảnh của Văn Thù Bồ Tát được thờ cúng trong đại sảnh của chùa Hiển Thông. Người dân ở đây truyền tay nhau rằng những người tham gia đập phá ngôi chùa vào năm đó sau này đều liên tiếp gặp quả báo. Cũng có người cho rằng sự hiện thân của Văn Thù Bồ Tát là ngẫu nhiên do tác dụng của ánh sáng và bóng tối hình thành. Đây rốt cuộc là sự ngẫu nhiên hay thần linh thật sự tồn tại? Đến hiện tại vẫn chưa có lời giải thích chính xác cho sự kiện này. Tuy nhiên trước đó, sự kiện Bồ Tát Hiển Linh cũng đã xảy ra nhiều lần. Vào tháng 5 năm 1938, một đội bát đạo quân đến núi Ngũ Đài để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vào thời điểm đó, hai sư đoàn xâm lược Nhật Bản đang càn quét ba tỉnh của Trung Hoa Dân Quốc, đó là Sơn Tây, Sát Cáp Nhĩ và Hà Bắc. Bát đạo quân đang nghỉ ngơi ở núi Ngũ Đài thì nhận được lệnh tiếp viện cho thị trấn Thái Hoài, nhưng lại gặp phải quân đội Nhật Bản. Bởi vì thực lực và trang bị của hai bên chênh lệch, quân tiếp viện của bát đạo quân buộc phải rút chạy vào trong thung lũng. Sau khi tiến vào thung lũng, họ bị lạc đường vì địa hình phức tạp. Nghe tiếng súng của quân Nhật ngày càng gần, ai cũng nghĩ rằng họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng một ông lão từ đâu xuất hiện và dẫn những người lính trốn thoát bằng một con đường khuất. Khi mọi người chuẩn bị bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ông lão, thì ông đã biến mất ngay trước mắt họ trong hư vô. Về sau, khi dân làng địa phương biết được sự việc này, họ đều nói rằng đó là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Vì vậy, núi Ngũ Đài này còn được gọi là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát. Mọi tín đồ đến núi Ngũ Đài đều sẽ được ban phước. Nếu Bồ Tát ở núi Ngũ Đài thực sự không tồn tại, thì làm sao giải thích được hàng loạt kỳ tích đã xảy ra ở nơi này? 30 nhà văn bị trừng phạt sau khi bất kính với Bồ Tát. Vào một ngày năm 1987, Hội Nhà văn Sơn Tây tổ chức hoạt động câu lạc bộ văn bút Hoàng Hà và đưa hơn 30 nhà văn lên núi Ngũ Đài để tham quan. Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường. Mọi người đều thành tâm thắp hương bái lạy. Nhưng khi họ đến phần đọc kinh, chuyển pháp luân, thì tai họa bắt đầu xảy ra. Trong nhóm này, có một nữ nhà văn để khác biệt với mọi người. Cô đã không tuân theo lời khuyên mà cố tình đọc ngược lại. Những người xung quanh vỗ tay reo hò ầm ĩ. Những người tiếp theo cũng làm theo cô ấy. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi buổi tối đến, các nhà sư tập trung tại một đại điện lớn để thực hiện các nghi lễ. Vì thời tiết nóng bức, các cửa ra vào và cửa sổ của chánh điện được mở ra. Nhiều du khách biết tin đều đến xem pháp hội ở bên ngoài, và nhóm nhà văn tình cờ cũng ở trong số đó. Ban đầu du khách bên ngoài đều yên lặng lắng nghe, nhưng sau một thời gian, một số người trong nhóm nhà văn trở nên bồn chồn. Trong đó có một vài nhà văn nam phát hiện ra có một sư cô tướng mạo xinh đẹp và bắt đầu bình luận một cách khiêm nhã về ngoại hình của sư cô, thậm chí còn huýt sáo với họ, khiến buổi pháp hội không thể tiếp tục. Vị sư cô đó không biết là vì không chịu được sự soi mói của họ hay là vì không muốn ảnh hưởng đến việc tiến hành buổi pháp hội mà đã một mình rời khỏi đại điện. Vào ngày thứ hai, khi nhóm này đến tham quan động Phật thì trời bắt đầu mưa nhẹ. Một trong những nhà văn đã đi vào động bất chấp thời tiết, trong khi những người khác ở lại vì không muốn làm bẩn quần áo của mình. Sau khi nhà văn này đi vào và thấy không có ai theo sau, anh ta đi ra và nói dối rằng mình đã nhìn thấy tim, gan và ngũ tạng của mẹ Đức Phật. Thấy mọi người đều tỏ vẻ không tin, anh ta lỡ miệng nói thêm rằng tôi chưa từng thấy ngũ tạng của người hay lợn bao giờ. Mọi người nghe xong đều cười ổ lên. Sau đó họ còn đem chuyện này ra nói đùa với nhau, nhưng không biết rằng quả báo đang đến với họ một cách lặng lẽ. Trên đường nhóm nhà văn trở về bằng xe buýt, chiếc xe đã gặp phải tai nạn dưới chân núi Ngũ Đài. Khi mọi người tỉnh lại, họ thấy rằng chỉ có nữ nhà văn đã chuyển pháp luân bị va chạm mạnh và để lại vết thương ở trán. Nhà văn nói đã nhìn thấy lục phủ ngũ tạng mẹ Đức Phật bị thủy tinh đâm thủng bụng. Còn nhà văn bàn tán về tướng mạo của nữ sư cô thì bị bầm tím mặt và miệng sưng vù. Ngoại trừ ba người này thì những người còn lại gần như bình thường, không hề xây sát quá nhiều. Chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng do va chạm, nhưng điều kỳ lạ là không có ai trên xe tử vong. Liệu đây có phải là hình phạt của Bồ Tát dành cho họ không? Người chỉ là đang cảnh tỉnh
để họ không vướng vào khẩu nghiệp, nên không một ai trong số họ bị thương nặng. Tâm linh cuộc sống mời mọi người để lại ý kiến của mình trong phần bình luận dưới video. Vụ thảm sát động Tam Tiêu ở núi Nga Mi năm 1929. 76 người hành hương chết tập thể vì bất kính thần linh. Các bạn có nghĩ rằng những người mạo phạm đến thần linh sẽ thực sự bị trừng phạt rất nặng? Vào năm 1929, một thảm họa đã xảy ra trong động Tam Tiêu ở núi Nga Mi. Một con rồng lửa đã đáp xuống hang động và khiến 76 người hành hương bỏ mạng trong thánh địa Phật giáo với những tư thế kỳ lạ và khuôn mặt dữ tợn. Có phải kết cục thảm khốc này đều vì họ vi phạm nhân quả mà gây ra những tai họa không đáng có? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự trừng phạt của thần linh? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tam Tiêu Tiên Tử, những vị thần linh thiêng. Núi Nga Mi còn được gọi là Đại Quang Minh Sơn, là một ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hàng năm, nơi đây chào đón một số lượng lớn tín đồ đến thắp hương lễ Phật. Theo truyền thuyết, phía sau động Cửu Lão ở núi Nga Mi là động mà Tam Tiêu Tiên Tử trong bảng phong thần tu hành, nhưng không ai quan tâm đến và cũng không ai dám đến gần đó. Trong động Tam Tiêu này thờ cúng chính là Tam Tiêu Tiên Tử, lần lượt là Vân Tiêu, Hoàng Tiêu và Bích Tiêu. Pháp lực của họ ngay cả Nhị Lang Thần và Na Cha cũng phải kinh sợ. Ngay cả Khương Tử Nha cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, chính Khương Tử Nha đã nhờ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân mới có thể áp chế được họ. Sau khi mất, linh hồn họ bay lên bảng phong thần và được phong chức Cảm Ứng Tùy Thế Tiên Cô, và được xem là những vị thần phụ trách vấn đề sinh sản trong nhân gian. Vì vậy, họ còn được nhân gian gọi là thần dương con, được tất cả thiện nam tín nữ đều tin tưởng sâu sắc. Những người muốn cầu con không những phải bái Quan Âm mà còn phải đến bái kiến Tam Tiêu Tiên Tử. Nhưng kể từ thời Trung Hoa Dân Quốc, sau khi một thảm kịch xảy ra ở động Tam Tiêu Tiên Tử, thì nơi đó đã bị phong tỏa và không còn ai quan tâm đến. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1929, khi núi Nga Mi vẫn còn là một ngọn núi cằn cỗi. Sau khi nhà sư Diễn Không đến núi Nga Mi, ông rất hài lòng với môi trường thanh tịnh nơi này. Gió trên đỉnh núi này có thể xua tan mệt mỏi trong cơ thể, rất thích hợp cho việc tu hành. Vì vậy, ông quyết định mở một hang động ở đây để xây dựng chùa chiền và tượng Phật. Sau khi dân làng dưới chân núi biết chuyện, họ cũng tích cực giúp đỡ ông xây dựng ngôi chùa này. Chẳng bao lâu, ngôi chùa đã được xây dựng thành công. Để chúc mừng nhà sư Diễn Không trở thành trụ trì của động Tam Tiêu, người dân địa phương đã quyên góp một số tiền và đúc một chiếc chuông đồng lớn. Họ còn mời đoàn kịch đến để góp vui trong ngày khai quang. Lúc đó có tổng cộng có hơn 100 người, cả nam lẫn nữ đi lên núi. Sau khi mọi người đặt chiếc chuông lớn ở một nơi thích hợp, họ đã thành tâm cúi đầu trước Tam Tiêu Tiên Tử. Nhà sư Diễn Không cũng rất biết ơn sự giúp đỡ hào phóng của mọi người, nên đã chu đáo chuẩn bị một bữa ăn chay cho những người hành hương mệt mỏi. Sau khi họ dùng bữa xong thì trời đã tối. Sợ mọi người xuống núi vào ban đêm sẽ có nhiều bất tiện, vì vậy nhà sư Diễn Không đã yêu cầu mọi người nghỉ ngơi tạm trên này. Sau một lúc suy nghĩ, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý và cùng nhau ngồi trong động, quây quần chơi đùa cùng nhau. Tình cờ, có một số tín đồ biết hát kinh kịch, nên mọi người cùng nhau đánh trống khua chiêng và hát một bài kinh lớn. Còn có người nhảy múa xung quanh đống lửa. Nến và lửa bập bùng hòa lẫn vào nhau. Lúc đó không ai ngờ rằng điều xảy ra tiếp theo sẽ khiến tất cả họ đều phải xuống âm phủ. Thảm kịch trong động Tam Tiêu. Năm 1929, một thảm kịch đã xảy ra trong động Tam Tiêu ở núi Nga Mi, khiến 76 người hành hương thiệt mạng tại đây. Liệu những kẻ mạo phạm đến các vị thần linh có thực sự phải nhận lấy kết cục bi thảm? Những người hành hương này cảm thấy bầu không khí hiện tại đang rất vui vẻ. Vì thế, một người trong số họ đã đề nghị rằng, nếu chúng ta đã đến động Tam Tiêu để vái thần linh, chi bằng diễn một vở kịch Tam Tiêu đánh trận Hoàng Hà. Sau khi những lời này được nói ra, mọi người lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Nhà sư Diễn Không vội vàng lên tiếng ngăn cản rằng đây là cấm địa Phật giáo, nếu làm ổn đến Tam Tiêu Tiên Tử e là phải bị trừng phạt. Chưa đợi ông nói dứt lời, trên vũ đài đã vang lên bài hí kịch này. Nhưng vừa hát không được bao lâu thì một màn khói đặc dần dần tràn ngập trong động sâu. Một người sau khi phát hiện liền mạnh dạn tiến lên xem thử. Không ngờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, lại quay người bỏ chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng động ầm ĩ truyền đến tai mọi người. Ngọn lửa vừa thắp lên đã bị dập tắt. Xung quanh tối đen như mực, nhưng ở phía sau họ là một đám lửa hình rồng đang bay theo. Nó quét sạch mọi thứ từ sâu trong hang động, gần như nuốt chửng tất cả mọi người.
Trong lúc đó, có vài người tình cờ đi vệ sinh cùng nhau bên ngoài nên mới có thể tránh được tai họa. Sau khi phát hiện thảm kịch đã xảy ra, mọi người vội vàng chạy đến kiểm tra thì phát hiện chỉ có một số người ở gần cửa hang sống sót. Còn tổng cộng có 76 người bên trong hang đã tắt thở. Hình dạng thi thể của họ rất kỳ lạ, với những biểu cảm khuôn mặt dữ tợn, và nhà sư diễn không lại là người kỳ lạ nhất. Khi mọi người tìm thấy ông, họ phát hiện ra rằng ông ấy đang quỳ xuống và hướng đầu của ông ấy tình cờ lại là vị trí của bức tượng Tam Tiêu Tiên Tử. Một điểm then chốt là trên người của họ hoàn toàn không có vết tích của một ngọn lửa thiêu. Nhưng một số ít người còn sống vẫn khăng khăng rằng họ đã nhìn thấy ngọn lửa. Điều này càng khiến sự việc trở nên kỳ lạ hơn. Đây là một vụ án thương vong nặng nề nên các bộ phận có liên quan nhanh chóng cử người đến điều tra vụ việc. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm thế nào, họ cũng không thể tìm ra manh mối. Không ai có thể biết được đám cháy đến từ đâu. Vì sự việc quá khó giải quyết, các điều tra viên tìm không ra nguyên nhân, đành phải đến động Cửu Lão tìm sư phụ Nguyên Hy giúp đỡ. Nhưng sư phụ Nguyên Hy chỉ nói rằng đó là nghiệp chướng. Khách hành hương không thành tâm, hát đạo trong động Phật, còn chỉ vào Tam Tiêu Tiên Tử trong vở kịch mới dẫn đến bi kịch như vậy. Hóa ra do không hiểu biết, nên đoàn người đã hát vở kịch Tam Tiêu đánh trận Hoàng Hà, miêu tả họ là kẻ ác nối giáo cho giặc, nên Tam Tiêu Tiên Tử nghe được lời này cũng sẽ cảm thấy tức giận, vậy nên chẳng trách thảm kịch này lại xảy ra. Nhưng mọi người vẫn mơ hồ, liệu câu chuyện thần tiên hiển linh thật sự tồn tại sao? Kể từ sau khi thảm kịch động Tam Tiêu xảy ra, địa phương cũng xuất hiện nhiều sự việc kỳ lạ. Để tránh thảm kịch tương tự tái diễn, các quan chức địa phương đã đóng cửa động Tam Tiêu và cấm bất kỳ ai đến gần. Ngay cả đền thờ Tam Tiêu Tiên Tử cũng bị phá hủy. Khi ngày càng có nhiều người lan truyền về những điều xấu xảy ra ở đây, giáo sư Phạm của Đại học Hoa Tây Trung Quốc đã quyết định đưa ba sinh viên đến để điều tra. Sau nửa tháng điều tra, giáo sư Phạm đã đưa ra một lời giải thích tương đối khoa học. Ông ấy cho rằng có thể lúc đó có quá nhiều người, dẫn đến lượng oxy trong hang này ngày càng cạn kiệt. Họ đốt quá nhiều lửa trong hang, khiến chứng khí trong hang gây ra hỏa hoạn. Đồng thời, lượng chứng khí này lại khiến những người trong hang động phải bỏ mạng. Vào thời điểm đó, tuyên bố này được xem là tương đối khoa học và cũng được chính phủ ủng hộ. Nhưng việc trên thi thể của những người này có biểu cảm lạ và hoàn toàn không có vết tích bị lửa thiêu thì phải giải thích như thế nào? Năm 1998, Y Thụy Long, người được mệnh danh là người bay đầu tiên của Trung Quốc, đã đến núi Nga Mi để tiến hành một số cuộc kiểm tra tại hiện trường động Tam Tiêu. Ông ngay lập tức đã lật đổ quan điểm của giáo sư Phạm. Ông ấy tìm đến những người sống sót sau vụ việc năm đó, hỏi về quá trình chi tiết, đồng thời sử dụng một loạt dụng cụ chuẩn xác để tiến hành kiểm tra thành phần không khí trong động Tam Tiêu. Kết quả cho thấy, chất lượng không khí trong động Tam Tiêu rất tốt, không có các loại khí độc hại như chứng khí, metan và sulfur dioxide. Y Thụy Long suy đoán rằng nguyên nhân có thể liên quan đến việc những người hành hương thắp nến lửa trại trong động Tam Tiêu, sự lưu thông không khí trong hang không thuận tiện và tất cả không khí được lưu thông hoàn toàn qua lỗ hẹp. Oxy trong hang giảm và carbon dioxide tăng dẫn đến ngọn lửa cháy, tạo ra màn khói dày và khí carbon monoxide. Những người hành hương không chú ý gì vì họ quá phấn khích nên vô tình mất mạng vì thiếu oxy hoặc ngộ độc khí carbon monoxide. Điều này cũng có thể giải thích rằng nhà sư diễn không được tìm thấy trong tư thế quỳ. Vì vậy thủ phạm thực sự là khí carbon monoxide. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng ngọn lửa hình rồng đến từ đâu đến. Liệu có phải do những tín đồ còn sống bị đặt hay không? Tuy nhiên, họ không có động cơ làm như vậy. Và lời nói này thực sự được nói trong những cơn hoảng loạn. Làm sao có thể sai được? Hay thật sự là do sự xuất hiện của Tam Tiêu Tiên Tử để trừng phạt họ? Đây vẫn là những bí ẩn chưa có lời giải. Có thể với sự phát triển của khoa học công nghệ, nguyên nhân của thảm họa này có thể được tìm ra trong tương lai. Bạn có tin rằng các vị thần thực sự tồn tại và những người cố ý mạo phạm thần linh sẽ phải chịu sự trừng phạt? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.